Bộ phim mới với sự tham gia của Trương Tịnh Nghi có tên là Tiểu thuyết cùng tên Tích Hoa Chỉ đã được phát sóng. Nữ chính Hoa Chỉ, cháu gái đích tôn của thái thú đương triều. Hoa Chỉ chỉ muốn sống một cuộc sống giàu có và yên bình như một người của thời cổ đại. Tuy nhiên, ngay từ đầu cô đã gặp phải họa lớn khi hoàng đế ra lệnh tịch thu tài sản và mọi nam nhân trong gia đình đều bị lưu đày, trong khi những nữ nhân trong các phòng khác đều là những người rất khéo léo và xảo quyệt. Tòa lâu đài sắp đổ trong chốc lát, Hoa Chỉ không còn cách nào khác phải tự mình đứng ra tìm con đường sống cho gia đình Hoa. Ta sẽ bảo vệ anh ấy, đây là lần đầu tiên cô gặp Cố Yến Tích, con trai của một quý tộc. Không lâu trước đó, Hoa Chỉ nhân lúc bà và các phu nhân đi nghe kịch, đã lén rời khỏi nhà họ Hoa để đến chợ lấy đồ đồng mà mình đã đặt làm. Không ngờ lại tình cờ gặp phải quan chức của Thất Tú Ti đang điều tra vụ án. Thất Tú Ti, với thái độ ngang ngược và hống hách vì làm việc cho hoàng đế, khi nhìn thấy bản thiết kế trong cửa hàng đồ đồng mà họ không hiểu, lập tức chặn xe ngựa của Hoa Chỉ định rời đi. Quản gia, Trung Thúc, thấy xe ngựa bị chặn liền cúi đầu nói, trong xe là tiểu thư của ta, còn trong cung, không tiện lộ diện. Quan lại lập tức hiện ra biển hiệu của mình, bày tỏ ngay cả nếu là quý phi hoặc hoàng tử đến đây, ông ta cũng phải kiểm tra. Xin hỏi mọi người, theo điều 537, ta đã vi phạm điều nào khiến mọi người phải làm lớn chuyện, bắt người giữa phố? Làm việc này lâu như vậy, quan lại vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám nói về luật pháp với Thất Tú Ti. Bức vẽ này có phải do cô vẽ không? Chuyển giao những vật kỳ quái này một cách bí mật. Có thể không phải là mưu đồ bất chính, cũng không thể biết được liệu có ý định nổi loạn hay không. Ngươi không biết sao không hỏi ta, lại đến đây liệt kê tội danh. Không phải, không phải, hãy xuống đây, xuống đây. Hoa Chỉ đang muốn xuống xe ngựa để đối đầu với người của Thất Tú Ti, nhưng bị một vị công tử giữ lại bức mảnh. Nương tử đừng sợ, ta sẽ ra mặt tranh luận với họ. Hôm nay thật không biết xấu hổ, ép buộc một cô gái trong cung không được phép lộ mặt ra phố. Kẻ liều lĩnh này ở đâu ra vậy, e là sẽ rước họa vào thân mất. Công tử kia là đại lang quân Thẩm gia của Thái Phủ Tự Khanh, Thẩm Kỳ. Sau khi tự báo ra thế, quan lại vẫn không hề sợ hãi, trực tiếp chỉ thị đưa Thẩm Kỳ ra ngoài. Hoa Chỉ cũng không ngờ rằng công tử đứng ra bảo vệ mình lại chính là Thẩm Kỳ, người ngày mai sẽ đến cầu hôn mình. Thẩm Kỳ bị đưa ra ngoài, mất hết mặt mũi, không ngờ dưới chân thiên tử lại không thể nói lý. Hôm nay, các người muốn làm nhục nương tử này, trừ khi bước qua xác của ta. Khi Thẩm Kỳ sắp chạm vào đầu lưỡi dao, một bàn tay mạnh mẽ đã trực tiếp bảo vệ anh ta phía sau. Anh ta nhặt bản vẽ lên và tuyên bố đó là đồng hồ đo gió, một dụng cụ dùng để khảo sát khí hậu. Khi thấy đồ vật thực tế, quan lại biết mình đã sai, không còn cớ gì để khó dễ Hoa Chỉ trong xe nữa, nhưng lại đặt ý đồ lên người Cố Yến Tích. Khi thấy đối phương mang theo bảo kiếm, họ nghi ngờ việc tự mình đúc vũ khí là gián điệp, dự định đưa Cố Yến Tích về Thất Tú Ti. Dừng tay, lẽ nào ngươi muốn bảo vệ anh ta sao? Đi thôi, ta sẽ bảo vệ anh ta. Hoa Chỉ vội vàng nhảy xuống khỏi xe ngựa, chỉ ra rằng trên người lang quân có vết thương do lạnh, có thể thấy anh ta đến từ phía bắc cực kỳ lạnh lẽo. Ngoan cái có trai, hõm tay có sẹo, tất cả đều chứng minh Cố Yến Tích đến từ Bắc Địa chứ không phải từ đất nước địch. Không, tiểu nương tử, cô là ai vậy? Thấy vậy, chỉ một ánh mắt của Hoa Chỉ, Trung Thúc liền treo đèn biểu tượng của nhà họ Hoa lên đầu xe, từ đó mới biết Hoa Chỉ là cháu gái đích tôn của thái thú đương triều. Quan lại lập tức mỉm cười xin lỗi. Khi Thẩm Kỳ thấy hôn thê sắp cưới của mình vô cùng xinh đẹp, anh ta càng thêm vui mừng. Sau khi chia tay với Hoa Chỉ, Cố Yến Tích trực tiếp đến hoàng cung. Hoàng bá bá, Yến Tích, hóa ra anh ta là thế tử của triều đại, hoàng đế rất nhớ anh ta và bảo anh ta theo mình đến dự phiên họp triều đình. Tại phiên họp, hai hoàng tử vì chuyện lập thái tử mà âm mưu chống đối nhau. Hoàng đế trách móc thái thú vì sao lần này không hề phát biểu về việc lập thái tử cũng như vụ án tự đúc vũ khí của Thất Tú Ti. Thái thú Hoa dũng cảm phát biểu, Thất Tú Ti coi thường pháp luật, tự ý xử phạt và giết người. Vị trí thái tử chưa được quyết định, các hoàng tử tranh đấu không ngừng, các quan lại bè phái chia rẽ, mỗi người một phe. Ông khuyên hoàng đế nên sớm quyết định người kế vị. Có vẻ như không có gì là Hoa Ngật chính ngươi không dám nói, quốc họ là Cố, không phải Hoa. Hoàng đế tức giận lập tức ra lệnh tịch thu tài sản và lưu đày toàn bộ gia đình thái thú ra biên giới. Sau đó, hoàng đế triệu tập sứ giả của Thất Tú Ti, Tề Như Hải, vào cung. Ông ta báo cáo với hoàng đế rằng thế tử Cố Yến Tích chính là người chủ mưu đằng sau vụ án tự đúc vũ khí. Cố Yến Tích, người đang ẩn nấp và nghe lén, bất ngờ. Anh quay đầu nhìn về phía hoàng đế và nói, sau khi trình bày bằng chứng về việc Cố Yến Tích cấu kết với kẻ phản loạn và trao đổi thư từ bí mật cho hoàng đế ngay lập tức ra lệnh công khai đánh đập Tề Như Hải. Ta sẽ hỏi ngươi một lần nữa, kẻ chủ mưu đằng sau vụ án đúc tiền riêng là ai? Thái tử, Cố Yến Tích, rất tốt, rõ ràng là ám chỉ tội lỗi. Tiếp tục đánh, đánh cho đến khi trời sáng Tề Như Hải chết vì bị đánh. Chỉ sau đó hoàng đế mới nói với mọi người rằng chữ viết của thái tử được chính mình dạy từ khi còn nhỏ và chữ viết trên lá thư rõ ràng là bị bắt trước để vu khống thái tử. Sau khi gửi mọi người đi, hoàng đế nhìn Yến Tích, bá phụ đã trả thù cho ngươi. Không có hoàng tử nào bằng Yến Tích. Để xóa bỏ nghi ngờ của hoàng đế, Cố Yến Tích trực tiếp rút ra một con dao.
Ta nghe nói rằng những người bị hủy hoại dung mạo không thể được thiết lập làm hoàng tử. Hôm nay, ta sẵn lòng sử dụng con dao này để biểu thị ý chí của tất cả quan chức và thần dân. Yến Tích, ngươi làm như vậy làm gì? Chẳng lẽ chú ngươi vẫn không tin tưởng ngươi sao? Lệnh khám xét nhà, xử tử những kẻ ẩn nấp tại chỗ, đưa đi. Ta hành động theo chỉ thị của hoàng thất, làm sao một kẻ trẻ tuổi dám hành động bất cần? Gia đình từng phồn thịnh và nổi tiếng, chỉ vì trưởng gia đình nói thẳng không kiêng dè tại triều đình, khiến hoàng đế nổi giận và ra lệnh khám xét nhà. Đại tiểu thư, Hoa Chỉ, thấy lính đầy sân, đoán rằng chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với ông nội mình, vì thế cô vội vàng chạy đến thư viện thu thập tác phẩm và thư từ của ông nội. Khi vừa định rời đi, cô thấy lính đi từ bên ngoài cửa vào. Cô vội vàng chạy lên lầu và cô Yến Tích đi lên lầu và ngay lập tức nhìn thấy cô, tránh ra, đừng cản đường. Khi nhìn thấy khuôn mặt cô Yến Tích nhận ra cô ấy là người phụ nữ hôm qua muốn đứng ra bảo lãnh cho mình nên không đã khó dễ gì cô ấy. Sau khi xuống lầu, tất cả những người phụ nữ và người hầu trong nhà họ Hoa đã bị giữ lại trong sân, theo quy định. Nam nhân trong nhà họ Hoa từ 10 tuổi trở lên phải bị lưu đày hết, em trai của Hoa Chỉ vì mới chỉ 9 tuổi nên đã thoát nạn. Thấy vậy, Tam phu nhân lập tức nói dối rằng con trai mình cũng chưa đến 10 tuổi, nhưng kết quả lại bị quản gia phản bội. Nhìn thấy con trai 10 tuổi của mình bị lôi đi từ tay mình, Tam phu nhân khôn khéo đã khóc lóc thảm thiết. Còn Tứ phu nhân, người vợ đồng lòng với chồng, cũng đã nói lời tạm biệt với chồng mình trong nước mắt. Cô Yến Tích cho các bà vợ một phút để thu dọn đồ đạc và chuyển ra khỏi nhà. Nhìn về phía Hoa Chỉ, anh ta từ tâm đã để lại 2 chiếc xe ngựa để chở đồ cho gia đình họ Hoa. Sau khi quân lính rời đi, bà lão chủ nhà ra lệnh cho mọi người chuẩn bị hành lý và theo bà ta đến nơi ở mới cách phía đông thành 5 dặm. Đó là nơi được hoàng hậu ban cho, vì thế không bị kiểm soát. Tuy nhiên, ngôi nhà sụp đổ trong chớp mắt, những người hầu trong nhà vì vàng bạc tài sản mà đánh nhau đến đầu bể máu. Châu Di Nương, bà thật là gan lớn, Tam phu nhân không thể ngăn cản, đứng dậy quay về phòng, lấy ra giấy tờ nhà đất và tiền bạc cất giấu dưới giường. Nhị phu nhân, người mà trong lòng chỉ nghĩ đến con trai, khi đi cũng chỉ mang theo đồ đạc của con trai. Đại phu nhân thì khóa cửa phòng lại không cho người hầu vào. Hoa Chỉ vội vã đến nghe thấy tiếng động trong phòng, lập tức đẩy cửa xông vào, phát hiện mẹ mình treo cổ không thành. Chồng ta đã bị bắt đi, làm sao ta có thể sống một mình được? Hoa Chỉ nói lớn với mẹ, nếu cha thực sự tốt với mẹ, sao lại để mẹ không hiểu chuyện, không biết thế sự? Người phụ nữ nông dân còn biết cày cấy, mẹ không thể thắt nổi một cái dây lưng. Mẹ chỉ là vật trang trí cho sự nghiệp quan trường của ông ấy, được dùng để hoàn thiện hình ảnh không tham của cải, sắc dục của ông ấy. Sau này nhị phu nhân cũng nói mẹ là người mê muội, không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho con cái. Sau khi thấy Hoa Chỉ dùng một trong những xe ngựa để chở sách, Tam phu nhân trách móc, sao mẹ lại chất đầy những tờ giấy vô dụng đó, chúng ta sẽ đặt đồ đạc ở đâu? Nhanh chóng đem nó trở lại, chúng ta còn phải học nữa, không chỉ chúng ta mà còn có cả bọn trẻ. Nhà cửa dễ kiếm, nhưng sách nếu mất rồi thì khó có lại được. Mọi người nghe lời Hoa Chỉ đều gật đầu. Khi giấy niêm phong được dán lên cửa, những người phụ nữ nhà Hoa cảm thấy xấu hổ muốn tìm chỗ nào đó để trốn. Không ngờ họ cũng có ngày hôm nay. Những bà cô trong nhà giàu, trông thật là xinh đẹp, hãy ngẩng đầu lên, đừng như chó mất nhà, khiến người ta chế nhạo. Mặt khác, Thẩm Kỳ vẫn đang nhẹ nhàng chuẩn bị lễ vật, dự định đi cầu hôn nhà Hoa. Sau khi ông nội trở về từ cung, lập tức yêu cầu người hầu lấy giải lụa đỏ và đốt bỏ tờ ước hẹn với Hoa Chỉ, bảo cháu trai sau này đừng bao giờ nhắc đến nhà Hoa nữa. Mọi người đến căn nhà do hoàng hậu ban, tính cách quen được nuông chiều khiến họ rất khó chịu. Lão phu nhân thấy vậy tức giận rời đi. Hoa Chỉ dẫn đầu dọn dẹp vệ sinh trước khi trời tối trải đầy rơm lên mặt đất, dự định tạm thời qua đêm, ngày mai sẽ vào thành mua giường chiếu. Ta không ngủ được, chỗ này bẩn quá. Hồng Lệ, tiểu thư, ta muốn tắm, cô đi đun nước, chuẩn bị tinh dầu thơm. Tiểu thư, chúng ta không có củi, không có bồn tắm, huống hồ tinh dầu thơm, sữa tắm cũng không mang theo. Con gái của Tam phu nhân làm ầm lên muốn tắm, còn bảo hầu gái chuẩn bị nước nóng và tinh dầu thơm cho mình. Tam phu nhân thực sự không biết nói gì, mùa đông lạnh giá chỉ có thể dựa vào 2 bình than để sưởi ấm. Nửa đêm Hoa Chỉ tỉnh dậy, phát hiện cửa sổ đóng chặt, cảm thấy có điều không đúng và vội vàng kêu mọi người dậy. Mọi người nhẹ nhàng bị ngộ độc nhưng may mắn sống sót. Khi đốt than, trong nhà không được đóng chặt cửa sổ, nếu đốt không khéo, người có thể bị ngạt chết bên trong. Vì thế Hoa Chỉ, người cuối cùng đi ngủ, sau khi quay trở vào phòng đã cố ý để lại một khe cửa. Khi chúng ta đi ngủ, đại tiểu thư vẫn ở ngoài kia, nếu biết sẽ bị ngạt chết, sao lại đóng cửa sổ chặt thế? Hoa Chỉ nói không phải do mình. Lúc này, Tần Di Nương, người cảm thấy tội lỗi vì chính cô ta đã đóng cửa vào ban đêm vì lạnh. Bây giờ cô ta lại quay ra đổ lỗi, đại tiểu thư, chỉ là một sơ suất, các phu nhân sẽ không trách cô cứng đầu không nhận lỗi làm gì. Tần Di Nương, có thể thật sự không phải là Hoa Chỉ đâu, không phải cô ấy thì là ai? Đúng lúc đó, một đứa trẻ nói ra sự thật, là Tần Di Nương đóng cửa, ta thấy rồi. Hóa ra, vào đêm đó, khi Tần Di Nương đóng cửa, cậu bé vô tình thấy được.
cậu bé này đang mơ mơ màng màng, có lẽ đã nhìn nhầm. Sau nhiều năm, thế tử lại trở về vương phủ, nhưng phát hiện ra rằng muội muội mình không nhớ mình nữa. Thực dược, đây là ca ca đấy, anh trai làm muội sợ rồi, ca xin lỗi muội. Huynh không phải là, kể từ khi cố Yến Tích rời đi, trong những năm qua, vương gia đã giữ thực dược trong sân này, cho rằng thực dược có trí tuệ không đầy đủ, là điểm xấu đối với vương phủ. Bấy lâu nay, cô ấy đã được chữa trị ở đây, trong và ngoài sân đều trồng cây thuốc, những lang chung qua lại cũng chỉ dám trò chuyện với cô về y thuật, dần dần cô cũng học y thuật. Cô Yên Tích biết muội muội mình không phải bẩm sinh trí tuệ không đầy đủ, mà là do một trận hỏa hoạn trong thời thơ ấu gây ra. Để bù đắp những năm không ở bên cạnh muội muội, cô Yên Tích đã mua cho cô ấy nhiều thứ thú vị, nhưng thực dược hoàn toàn không hứng thú với những thứ đó. Ta hỏi muội có muốn cái gì không, ta có thể mua cho, nhưng muội muội cẩn thận nhìn chằm chằm vào má anh, ca ca nghĩ là vết sẹo trên mặt mình làm cô sợ. Nhưng thực dược lại lấy ra một hũ thuốc mỡ do chính mình làm, nhẹ nhàng lấy một chút đưa cho ca ca, bảo anh ta bôi lên mặt. Thuốc này dùng thế nào, muội dạy ta với. Không đau, không đau, đau đau bay đi. Sau khi dùng thuốc mỡ của muội muội, vết sẹo trên mặt đã phai mờ. Sau đó, bên phía Vương Phi lợi dụng lúc cô Yến Tích không ở nhà, lại một lần nữa ép người hầu đút thuốc cho thực dược. Thực dược vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng không may bị trẹo chân ngã xuống đất, đưa thuốc đây, nghe lời nào. Sau khi uống thuốc bệnh sẽ khỏi, chỉ một ngụm thôi, lại uống thêm một ngụm, không sao đâu, nghe lời nào. Cảnh này chính là lúc cô Yến Tích trở về và tình cờ nhìn thấy, anh tức giận chạy lên trước bảo vệ thực dược và quát mắng Di Mẫu, những năm này chữa bệnh toàn là như thế này sao? Cô Yến Tích cúi xuống, ôm muội muội trở về phòng, cảm giác quen thuộc này lập tức khiến thực dược nhớ lại thời thơ ấu, ký ức đã mất bỗng chốc trở lại hết. Ca ca, sao anh giờ mới trở về? Cô Yến Tích rất xúc động, sau đó khi anh đang chữa trị cho vết thương ở mắt cá chân của muội muội, thực dược nói với anh rằng những thuốc uống kia đều vô dụng. Hóa ra cô không phải là không có trí tuệ, mà là sợ khi lớn lên sẽ quên mất mẹ, nếu mình quên mất mẹ thì trên đời này cũng không ai nhớ về mẹ nữa. Cô Yên Tích nắm lấy tay muội muội, nói rằng anh cũng chưa bao giờ quên. Sau đó, anh tìm đến cha, cha vẫn luôn cho rằng con gái mình là kẻ điên, thực dược không điên, một người làm cha, làm sao có thể hại con gái mình. Cha đã bao giờ coi cô ấy như con gái mình chưa? Cha chỉ coi cô ấy là sự ô nhục của Lăng Vương phủ, là gánh nặng không thể lộ diện. Còn con thì sao? Con đã bao giờ coi ta là cha của mình chưa? Cô Yên Tích tức giận quay lưng đi, bày tỏ rằng mình sẽ tìm cách chăm sóc muội muội. Đêm đó, cô Yên Tích lại mơ thấy mẹ ôm thực dược tự thiêu trong cung. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, bà Tiêu nghe thấy Yên Tích kêu mẹ trong mơ liền gõ cửa vào xem. Hai người bắt đầu nói về việc năm đó Vương Phi ôm thực dược tự thiêu. Cô Yên Tích hối tiếc vì mình không ở bên cạnh Vương Phi lúc đó, nhìn vào vết sẹo bỏng trên tay của bà Tiêu, anh cảm ơn bà vì đã xông vào biển lửa cứu thực dược ra. Những vết sẹo trên người bà đều là chúng ta anh em hai người nợ bà, ai cũng sẽ làm như vậy, ta cảm thấy sự tự thiêu năm đó không đơn giản. Có lẽ là do bà Tiêu giả mạo tự thiêu để hại Vương Phi, để ngăn thực dược nhớ lại ký ức năm đó, nên mới cả năm này liên tục cho uống thuốc. Ban đêm, anh đang ở bên cạnh muội muội trò chuyện, nhưng bên ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng kêu cứu của các cung nữ, thực dược theo thói quen co rúm lại và bịt tai. Cô Yên Tích an ủi muội muội xong xuôi rồi ra ngoài kiểm tra, nhưng phát hiện quản gia đang khiêng hai thi thể bọc trong vải trắng định đem đi chôn cất tại nghĩa địa hoàng. Sau khi hỏi ra mới biết, những cung nữ này bị xử lý vì đứng sau lưng nói xấu Vương Phi đã khuất, là bà Tiêu ra lệnh. Cô Yên Tích cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy anh đến khu vườn mà mẹ mình tự thiêu. Đang lúc anh chìm đắm trong suy nghĩ, phát hiện có tiếng động phía sau, anh đuổi theo nhưng người kia đã chạy mất, chỉ để lại trên đất những tờ tiền âm phủ có dấu vết máu. Ngày hôm sau, trở lại Thất Tư Ti, anh lệnh cho thuộc hạ lẻn vào Vương Phủ vào ban đêm để điều tra, không ngạc nhiên khi thuộc hạ bắt được một người đang thắp hương trong viện của Vương Phi quá cố. Người này nhận ra người đứng trước mắt chính là thế tử, tại sao ngươi lại thắp hương trong viện của mẹ ta? Đốt tiền âm và thắp hương, còn đổ máu chó lên, người hầu già tự xưng đã phạm lỗi với nương nương, những năm qua mỗi ngày đều mơ thấy mình bị oán hồn của nương nương đến đòi mạng. Hóa ra, nhiều năm trước, vào dịp lễ Thượng Nguyên, khắp nơi trong phủ đều đông người, chỉ có viện của Vương Phi quá cố yên tĩnh, không một bóng người. Hắn liền trộm mấy món đồ bạc, giấu vào viện của Vương Phi quá cố. Kết quả, bỗng nhiên nghe thấy tiếng pháo, khi quay đầu lại thì thấy ngôi nhà của Vương Phi đã chìm trong biển lửa. Hắn nghe thấy tiếng Vương Phi kêu cứu, nhưng lại sợ việc trộm cắp bị phát hiện nên đã sợ hãi bỏ chạy. Sau đó mới biết rằng Vương Phi không thoát được ra ngoài. Hắn mang lư hương đi tế lễ, nhưng phát hiện trên những viên gạch tối tăm đều phủ một lớp xương trắng. Hắn cho rằng đó là oán hồn của nương nương không siêu thoát hiện về, hôm nay ta cho ngươi đi, suy nghĩ kỹ về chuyện năm đó. Nếu nhớ ra điều gì, kéo dây này, sẽ có người dẫn ngươi đến gặp ta. Thế tử nhớ lại hôm đó tế lễ cho mẹ, có một đứa trẻ nhà họ Hoa chạy đến an ủi mình. Vô tình tiết lộ rằng bên cạnh mẹ có một người ma ma mà chính anh cũng không biết và anh càng không biết được. Đứa trẻ Hoa ra năm đó chính là Hoa Chỉ. Nhìn thấy cả nhà già trẻ, phụ nữ, trẻ em,
bà nội giao phó cho Tam phu nhân, việc cấp bách là cần tìm một người đàn ông đáng tin cậy một cách nhanh chóng. Dù là thuê hay nhập gia cũng được, phải thay mặt gia đình chúng ta, quản lý và làm chủ. Nói cũng ngẫu nhiên, ngày hôm sau có ba quân tử tìm đến nhà, họ ngày xưa đều là học trò dưới trướng của ông nội, bây giờ Hoa gia gặp nạn họ không sợ dư luận đặc biệt đến thăm. Thẩm Kỳ còn giấu gia đình, lén lút mang đồ ăn, quần áo, chỗ ở cho Hoa gia, còn người dẫn đầu, Trần Chí, là kẻ mặt người dạ thú, lợi dụng lúc Hoa Chỉ không có nhà. Thuyết phục, lừa gạt bà nội và mọi người, giao phần còn lại của tiền bạc để mua ruộng đất, như vậy mới không phải ngồi không mà ăn hết tiền của. Tam phu nhân, được bà nội chỉ định làm chủ nhà, dẫn đầu giao hết tất cả tài sản còn lại. Thấy vậy, Hoa Chỉ không hiểu, các người đang làm gì vậy? Chỉ Nhi, chúng ta đã có cứu trợ, ông nội có thể trở về, nhờ có lão thái gia. Vài học trò đầy nhân từ, họ sẵn lòng ra mặt, giúp chúng ta thuê nhà, không bao lâu sau, chúng ta có thể chuyển về thành ở. Hoa Chỉ, người am hiểu con đường buôn bán, không tin tưởng Trần Chí, huống hồ đến tiệm cầm đồ đổi tiền mua đất thuê nhà, những việc này cô ấy đều biết làm. Tại sao lại phải nhờ một người ngoài làm? Trần Chí thấy vậy liền thề với trời, tuyên bố không lấy một xu nào từ những tài chính đó. Còn nhờ Trần Huynh đã bị mình mua chuộc, giám sát bản thân mình thay cho các bà. Nếu không ta cũng, lệnh tổ lệnh tôn và thầy Hoa cùng nhau làm quan, Huynh vẫn nên đứng ngoài cuộc thì hơn. Thẩm Kỳ yêu mến Thực Dược nhưng lại lo lắng bị trách phạt bởi người lớn trong gia đình, do đó chỉ có thể giao một số bảo vật và ngọc bội của mình cho Trần Chí đem cầm cố, góp một chút sức mỏi. Hoa Chỉ một đêm không thuyết phục được mọi người, đành phái chú Trung âm thầm theo dõi Trần Chí. Sau khi Trần Chí đi, Tam phu nhân đến gặp con gái. Học trò của ông nội con thấy thế nào? Những lời nhẹ dạ cả tin này, làm gì phải nói ra, tự nhiên làm ô uế tai ta, đứa con gái chết tiệt này. Đôi mắt của mẹ cô, chính là luyện qua chảo dầu, ta đã nhìn Trần Chí rồi, con không gả. Con biết cái gì, nếu mẹ thấy hợp mắt, mẹ tự lấy đi là được. Mặt khác, chú Trung trực tiếp thấy Trần Chí đưa bảo vật vào tiệm cầm đồ, liền quay về báo cáo với Hoa Chỉ. Hoa Chỉ bảo chú Trung ngày mai tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, sau vài ngày trôi qua, tiệm cầm đồ không hề có tin tức gì, cô không yên tâm chạy đến tiệm cầm đồ hỏi thăm. Nhưng được biết Trần Chí hôm đó chỉ gửi bảo vật tại tiệm cầm đồ nửa ngày, đêm đó đã kéo bảo vật đi mất. Mặt khác, ngọc bội của Thẩm Kỳ bất ngờ được em trai phát hiện tại sòng bạc, anh vội vàng mang ngọc bội đi tìm Hoa Chỉ, tức thì nhận ra mình đã bị lừa. Mặt khác, Trần Chí còn dám đến nhà, nói rằng số tiền cầm đồ trước đó không đủ mua đất, dự định lại lừa gạt Hoa ra một khoản, lấy đi những cuốn sách cuối cùng của Hoa ra để bán. Hoa Chỉ vừa kịp trở về phơi bày hắn là kẻ lừa đảo, tất cả tiền của Hoa ra đều bị hắn đem đi cờ bạc mất. Cô không có bằng chứng, cô có chứng cứ gì không? Đây là ngọc bội của Thẩm Kỳ, ngày đó chính là ở ngôi nhà này, bị lấy xuống, rồi bị thua cược tại sòng bạc. Thấy sự việc bại lộ, Trần Chí một cước đá lật chú Trung, cướp lấy xe ngựa định bỏ trốn. Hoa Chỉ chặn trước xe ngựa, thách thức Trần Chí không sợ bị kiện sao. Nhưng Trần Chí không hề sợ hãi, những tiền bạc đó ban đầu khi tịch thu nhà đã bị phụ nữ Hoa ra giấu đi, hắn khẳng định Hoa Chỉ không dám báo quan, nên mới cư xử kiêu ngạo như vậy. Hoa Chỉ để không cho đối phương thành công, trực tiếp gọi ra thị vệ của Thất Tư Ti đang giám sát Hoa ra. Tự thú mình ngày tịch thu nhà đã giấu đi vàng bạc, bị Trần Chí cướp đi giấu trong tiệm cầm đồ. Thấy tình hình, Trần Chí sững sờ, lập tức quỳ xuống xin lỗi quan lại. Hoa Chỉ cùng chứng cứ đến Thất Tư Ti, cô Yên Tích biết những cuốn sách này rất quan trọng đối với Hoa Chỉ, không làm khó dễ Hoa Chỉ, còn ra lệnh cho người giúp nàng dâu xếp sách lên xe ngựa. Lúc này, Thẩm Kỳ cảm thấy có lỗi trong lòng, lại một lần nữa đến thăm Hoa gia, biết Hoa Chỉ bị đưa đến Thất Tư Ti, lập tức lo lắng định rời đi. Nhưng khi Tam phu nhân thấy Thẩm Kỳ, một quân tử chính trực lại rất quan tâm đến việc của Hoa gia, lập tức giữ lại người đó, bảo con gái ra tiễn Thẩm Kỳ. Cô ta từng thảo luận hôn sự với Hoa Chỉ, nhưng cuối cùng vẫn chưa định hôn. Cuối cùng là thuộc về ai, vẫn chưa biết đâu, còn chưa đủ xấu hổ à. Biết đâu gia đình Thẩm sẵn lòng giúp đỡ chúng ta một tay. Bên cạnh đó, Hoa Cầm, cô gái có tâm kế thấy vậy lập tức đứng dậy nói, mẹ đừng nóng, con đi là được. Hoa Cầm vừa ra đã khóc lóc quỳ trước mặt Thẩm Kỳ, muốn gả cho nhà Thẩm. Biết Thẩm Kỳ trái tim hướng về Hoa Chỉ, còn nói rằng mình có thể làm thiếp, làm một người vợ nhỏ, Hoa Cầm cũng sẵn lòng. Cô nương này làm sao vậy, xin chàng hãy thành toàn cho ta, ta muội muội. Thẩm Lang Quân, các người đang làm gì vậy? Hoa Chỉ, cô trở về rồi, tỷ tỷ, mặt đất toàn là cát, trơn lắm, tỷ phải đi đứng cẩn thận không ạ? Người phụ nữ đầy vết thương đi ra từ nha môn, đúng lúc cô ta cảm thấy bất lực và mệt mỏi đến muốn ngất xỉu, một bàn tay đã giúp đỡ cô. Hoa Chỉ nhận ra người đàn ông trước mắt là anh sao, cô Yến Tích đã đưa cô đến y quán và hỏi một cách lo lắng, thương tích thế nào, bệnh nhân là phu nhân của anh sao? Để tiện lợi nên anh ta đã nói dối, ai ngờ ông lang trực tiếp nhấc tấm vải che thân lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô Yên Tích vội vàng quay đi với vẻ mặt ngượng ngùng, hai người không phải vợ chồng, tuy có hôn ước nhưng chưa qua cửa. Các bạn trẻ này, đợi khi các bạn có thực sự của vợ chồng thì không cần phải ngượng ngùng như vậy nữa, vào lúc này.
Hoa Chỉ đau đớn muốn kéo rèm, Yến Tích thấy vậy liền tiến lên và giơ tay ra để đối phương tự do bóp và nhéo. Mối quan hệ mập mờ giữa hai người này bắt đầu từ nửa ngày trước. Mọi người nhà Hoa từ chỗ Thẩm Kỳ biết được hôm nay là ngày nam nhân nhà Hoa bị lưu đày. Vì Trung Thúc trước đó bị thương, không còn cách nào khác, Hoa chỉ đành cùng nha hoàn cùng nhau lái xe ngựa đến nơi tiễn biệt. Thấy ông nội nhìn những vết thương trên người đối phương, mới biết ban đầu sau khi bị Thất Tư Ti sơ tán, họ đã bị chuyển giao cho Hiến Vương và trải qua không ít giày vò. Hoa Liên rất đau lòng, chỉ có thể dùng một ít tiền đồng để hối lộ quan lại, mặc áo lớn mà mẹ và người khác chuẩn bị cho ông nội. Cô bảo mọi người yên tâm, mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho gia đình, hỏi ông nội còn có gì muốn truyền đạt. Ông nội chỉ mong sau này Chỉ Nhi có thể sống hạnh phúc và vui vẻ. Tứ Thúc thì lén nói với cô ấy, dưới hai cây đại hòe ở phía sau thư viện có chôn vật gì đó. Tuy nhiên, khi mọi người đang chuẩn bị khởi hành để lưu đày, cô Yến Tích đột nhiên dẫn theo Thất Tư Ti tới, hỏi về Hoa Công khi xưa đến Vương Phủ để tế lễ Vương Phi tiền nhiệm, đứa trẻ lúc bấy giờ đi theo bên cạnh hiện giờ ở đâu. Cô Yến Tích không biết rằng đứa trẻ đó chính là Hoa Chỉ, Hoa Công cũng tưởng đối phương muốn hại Hoa Chỉ, liền cố ý giấu giếm danh tính. Nếu có ý định giấu giếm, điều này lại khiến ta càng tò mò. Sự đột ngột xuất hiện của Hiến Vương đã làm gián đoạn câu hỏi của cô Yến Tích, hai người đối đầu nhau nhưng lại khiến người nhà Hoa phải chịu trận. Thất Tư Ti vì muốn có bằng chứng chống lại Hiến Vương, lập tức kiểm tra trên người nam nhân nhà Hoa và thực sự tìm thấy bạc trong quần áo của họ. Đây chính là cái gọi là, sau khi kiểm tra kỹ, Hiến Vương tức giận, đúng lúc định trừng phạt cha và Nhị Thúc. Hoa Chỉ không còn cách nào khác, đành phải mạnh mẽ chạy ra nhận tội thay cho họ, cuối cùng bị Hiến Vương đưa về nha môn. Nếu không phải Hoa Chỉ đứng ra nhận những trận đòn kia, e rằng đại ca và những người khác sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Hoa Công rất lo lắng cho cháu gái, mặc dù biết rằng những ngày sau của Hoa Chỉ sẽ rất khó khăn, nhưng ông cũng bất lực, chỉ có thể cầu xin trời cao cho Hoa Chỉ gặp họa chuyển phúc. Nha hoàn khóc lóc chạy về báo tin, Tam phu nhân rất tức giận, cho rằng là Hiến Vương cố ý vu oan cho họ, nhà cửa nghèo đến mức không sinh nổi một con giòi, làm sao còn có bạc để nhét vào áo. Đại phu nhân và nhị phu nhân tỏ ra rất ân hận, hóa ra họ lo lắng cho chồng trên đường lưu đày sẽ gặp khổ, cẩn thận đã khâu số bạc tiết kiệm được vào trong quần áo. Ai ngờ nay lại làm hại Hoa Chỉ. May mắn là Hoa Chỉ được cô Yến Tích cứu thoát, về nhà sau, lang quân cần phải chăm sóc tốt cho cô nương. Yến Tích đưa Hoa Chỉ đến thư viện, theo lời Tứ Thúc đã nói, Hoa Chỉ đã đào được nhiều rượu quý dưới gốc cây đại hòe, đây là rượu phối hôn mà Tứ Thúc vui mừng chôn cho Hoa Chỉ khi cô ra đời. Hoa Chỉ đã bán những rượu phối hôn này và còn tặng cho cô Yến Tích một bình. Trên đường về, Hoa Chỉ đã kiệt sức tựa vào vai người kia, khi hỏi tên người kia, cô Yến Tích nói dối rằng họ Yến, chỉ có một chữ Tích, Yến Tích. Cô Yến Tích mang rượu quý trở về Thất Tư Ti, những người dưới quyền thèm thuồng muốn thử nhưng bị Yến Tích đuổi đi. Còn ra lệnh cho họ đến tiệm cầm đồ bảo chủ tiệm, những bình rượu cầm ngày hôm nay ai cũng không được bán, chỉ đợi Hoa Chỉ quay lại chuộc. Về đến nhà thấy mẹ và mọi người, Hoa Chỉ tỏ vẻ thất vọng, chính vì hành động ngốc nghếch của họ khiến bản thân phải chịu đòn. Chỉ là các người hoàn toàn không biết, cái gọi là lưu đày, đến Côn Sơn toàn là cướp bóc, các người đều cho rằng đó là tiền giữ mạng, nhưng thực ra là tiền mất mạng, không phải đã bị tìm ra sao? May là đã bị tìm ra, ta thay mặt nhận một trận đòn, nếu là cha và Nhị Thúc rơi vào tay Hiến Vương, họ còn có thể sống sót trở về không? Nếu cô muốn tranh luận về lý lẽ, hãy đến nha môn mà tranh luận, đừng tranh luận với người nhà. Thấy vậy, Hoa Chỉ với tâm trạng mệt mỏi đã rời đi, cô nói với Tứ Thẩm rằng mình muốn rời khỏi viện, tự lập môn hộ. Tuy nhiên, gia đình cuối cùng vẫn là gia đình, Tứ Thẩm nói với Hoa Chỉ, ngày cô không có ở nhà, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Lão phu nhân vì Hoa Chỉ đã không tiếc mặt mũi nhờ ma ma đi nhờ vả người khác, và số tiền ma ma mang đi để thông đồng còn do Tam phu nhân bỏ ra. Tam tẩu bán đi viên Ngọc Châu, vừa đau lòng vừa tức giận với bản thân, đêm vẫn lén lút rơi nước mắt, số tiền còn lại, họ đều muốn dùng để cứu cô. Đại phu nhân thì là người hai chân không dính bùn, còn phương hướng Đông Nam Tây Bắc cũng không phân biệt được, vì Hoa Chỉ mà cứng rắn một mình tìm đến nha môn. Trung Thúc thậm chí không thể đứng dậy, dù phải dựa vào gậy cũng muốn đi tìm cô. Họ đều đã đi rồi, thì còn làm sao nữa? Con là người nhà, làm sao có thể bỏ mặc con không quan tâm? Tình thương của gia đình cũng đã thay đổi suy nghĩ của Hoa Chỉ, bà nội, con muốn làm quản gia. Hoa Chỉ muốn trở thành người quản lý gia đình Hoa. Bà nội hỏi cô vì sao, cô nói mình có phương pháp, không chỉ có thể giúp gia đình Hoa thoát khỏi cảnh ngộ khó khăn, có lẽ còn có thể cứu được ông nội và những người khác đang bị lưu đày. Đại Khánh Hình Luật, điều thứ 65, quyển thứ 29, ngoại trừ thập ác, tất cả đều có thể cho phép trục tội, cần bao nhiêu tiền bạc? Lưu đày 3.000 dặm, 50 vạn tiền, 43 người, mỗi người 50 vạn tiền, 2.150 vạn tiền, hơn 2.000 vạn tiền, nghe nói cứu trục ông nội và người khác ra, cần một con số lớn đến như vậy, cả nhà từ lớn đến nhỏ đều sửng sốt. Hơn 2.000 vạn tiền, đừng nói là bây giờ, ngay cả khi nhà họ Hoa thịnh vượng như ngày xưa. Bán nhà bán đất cộng thêm lương của lão thái gia vài anh em cũng tuyệt đối không thể tích góp được số tiền này. Bây giờ Tam phu nhân là người quản lý gia,
Tần Di Nương ngay lập tức đi lên nịnh nọt, đúng vậy, tiểu thư Hoa Chỉ tuổi còn nhỏ, làm sao hiểu được khó khăn của người quản gia như mẹ. Bây giờ bảo ta ra số tiền này, hoặc là đưa ra một kế sách một bước lên trời, ta thực sự không có, đừng nói là cô. Ngay cả khi thần tài xuống phàm, cũng không thể biến ra nhiều tiền như vậy. Đối mặt với lời nói lạnh nhạt của Tam Phu Nhân, Hoa Chỉ lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong lòng, Tam Phu Nhân thấy thế muốn giật lấy, nhưng Hoa Chỉ lại đưa nó cho nha hoàn, bảo họ đi vào thành. Mua sắm thức ăn cho tháng này đã xong, phần còn lại phát cho những người hầu làm tiền công hàng tháng. Khi thấy hành động phạm lỗi với bề trên của Hoa Chỉ, mẹ cô vội vã yêu cầu con gái xin lỗi Tam Phu Nhân và mong Tam Phu Nhân tiếp tục quản lý gia đình. Tuy nhiên, con gái lại nhìn về phía bà nội, yêu cầu bà nội cho mình 3 tháng thời gian. Nếu cô quản lý một ngày, sẽ đảm bảo chi phí cho cả nhà trong một ngày. Nếu cô làm không tốt, cô sẽ trả sổ sách lại cho Tam Phu Nhân với hai tay. Thấy Hoa Chỉ đưa ra quyết định mạnh mẽ như vậy, mọi người cũng không tiện nói gì thêm. Sau đó, bà nội muốn thảo luận với cô về việc hôn sự với Thẩm Gia, nhưng Hoa Chỉ lại chân thành yêu cầu bà nội viết thư cho mình để từ hôn với Thẩm Gia. Từ đây trở đi, Hoa Gia tự mình mưu sinh, không dựa dẫm vào nhà khác. Thấy cháu gái có tinh thần như vậy, bà nội cũng hùng hồn nói rằng bà không viết thư này, bà sẽ cá nhân dẫn cô đến Thẩm Gia để từ hôn. Đi thôi, và thế là Hoa Chỉ lái xe ngựa đưa bà nội đến Thẩm Gia, cô quyết định thay mặt lão Thái Gia, thu hồi hôn ước giữa hai gia đình có truyền thống làm bạn với nhau từ xưa. Các món quà Thẩm Gia gửi cho Hoa Gia khi bản hôn ước năm xưa đã bị tịch thu, dù bây giờ khó có thể trả lại, nhưng nợ phải trả, bà nội và Hoa Chỉ vẫn gửi phiếu nợ cho Thẩm Gia. Lão tỷ tỷ, ta muốn xấu hổ chết mất, nợ là nợ, tình là tình, khi Thẩm Kỳ Lê bước một chân vào phòng khách, hai người họ đã đi rồi. Biết được hôm nay Hoa Chỉ đến là để từ hôn, Thẩm Kỳ vội vàng đuổi theo, tuyên bố dù gia đình có cản trở thế nào, anh, Thẩm Kỳ, sẽ giữ lời như ban đầu, không bao giờ bỏ cô. Không, nhưng Hoa Chỉ đã quyết định từ chối anh ta một cách nhẹ nhàng. Người hầu bên này trở về báo cáo với cô Yến Tích về việc Hoa Chỉ đến Thẩm Gia để từ hôn. Cô Yến Tích bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại mừng thầm. Tuy nhiên, khi thấy người hầu mang về một bình rượu phối hôn của Hoa Chỉ từ tiệm cầm đồ, anh ta tỏ ra rất ngượng ngùng. Bên này, Hoa Chỉ bắt đầu thể hiện bản thân trong kinh doanh, dự định bắt đầu từ việc làm kẹo hồ lô. Nhưng các nha hoàn của nhị phòng và tam phòng quen được nuông chiều hàng ngày, một là than nước rửa quả hồ lô vào mùa đông lạnh, hai là than quả hồ lô làm rách tay khóc lóc, không một lúc sau đã bỏ cuốc không làm nữa. Hoa Chỉ tức giận trừ đi tiền công hàng ngày của họ, dẫn theo nha hoàn của mình đi hái quả hồ lô. Bên này, cô Yên Tích vẫn không tìm thấy đứa trẻ của Hoa Gia năm xưa, trong lúc đi dạo lo lắng cho vết thương của Hoa Chỉ, lại tình cờ gặp người trong mộng trong rừng, huynh. Huynh làm sao lại ở đây, ta nhận ra ngươi, ngươi là người lính đó, ta thừa ra làm sao, không được nghe sao. Sau khi lịch sự trò chuyện vài câu, Hoa Chỉ đã hái xong trái cây và trở về. Tuy nhiên, Tam Phu Nhân vì muốn giành lại quyền kiểm soát gia đình, đã âm thầm làm khó dễ cho Hoa Chỉ. Vì đa số giấy tờ bán mình của các nha hoàn đều nằm trong tay Tam Phu Nhân, sợ bị bán đi, họ cũng chỉ có thể nghe theo Tam Phu Nhân, không dám làm việc cho Hoa Chỉ. Biết được nhị phu nhân muốn bán đi người hầu, khiến cho cả nhà ai nấy đều lo sợ, Hoa Chỉ đã nhanh chóng yêu cầu nha hoàn Phủ Đông làm những món ăn nhẹ dễ ăn. Đem đi cho bà nội ăn, bà nội rất thích. Biết được Tam Phu Nhân muốn bán Phủ Đông, bà nội tức giận. Vì thế, Hoa Chỉ yêu cầu trả lại giấy tờ bán mình cho các nha hoàn. Giấy tờ bán mình của các người đều ở đây này, xin đại cô nương mở lòng, đừng bán em sẽ không dám lười biếng nữa. Đúng vậy, đại cô nương, đừng bán chúng em sau này nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, ta khi nào nói là muốn bán các người chứ. Hôm nay ta lấy những tờ giấy tờ này ra, chính là để cho các người tự do. Con nói cái gì kỳ cục thế, con thả tỷ nữ của mình, sau này ai sẽ chải đầu cho ta, ai sẽ giúp ta mặc quần áo. Hoa Linh muội muội có đôi bàn tay khéo léo, có thể vẽ tranh đánh màu, có thể thêu hoa chim, chẳng lẽ mặc quần áo, chải đầu, những việc đơn giản như vậy, cô ấy không làm được sao? Các nha hoàn sau khi nhận được giấy tờ bán mình đều rất vui mừng, đã ném từng tờ giấy tờ vào lò lửa. Từ đó những nha hoàn ở lại đều là những người thực sự chăm chỉ làm việc, mỗi tháng còn có thể nhận được tiền công hàng tháng. Dưới sự dẫn dắt của Hoa Chỉ, các nha hoàn cuối cùng cũng làm ra được món quả chiên ngon, còn mẹ con nhà ba phòng thì tức chết đi được, liền trong đêm chuyển vào phòng ngủ của lão phu nhân. Sau những cải tiến liên tục với kẹo hồ lô, Hoa Chỉ và mọi người tự tin rằng chắc chắn sẽ bán chạy. Ngày mai là ngày đầu tiên chúng ta mở cửa, chúng ta phải kịp thời gian tan học, đứng đợi ở cổng trường học, ai muốn đi không? Các nha hoàn nghe xong đều cúi đầu xuống, Tam Phu Nhân thấy vậy chế nhạo, đại cô nương thật biết đùa, với gia thế nhà chúng ta, đừng nói là Linh Nhi bọn họ. Ngay cả một nha hoàn nhỏ, ai lại không biết xấu hổ mà đi bán hàng rong trên đường, danh tiếng còn giữ được không, sau này còn lấy chồng không? Đối mặt với sự khó dễ của Tam Phu Nhân, Hoa Chỉ dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ thấy cô kéo xuống tờ giấy tiết lộ một số mũ đầu dễ thương. Hóa ra cô đã có sự chuẩn bị, bảo Trung Thúc theo thiết kế của mình, làm một số mũ đầu đẹp và đáng yêu.
cho phép các nha hoàn như Tuyết Vương đeo mũ đầu đi bán hàng trên đường, không những giữ được mặt mũi của các cô gái mà còn tăng thêm điểm nhấn. Theo chỉ dẫn của tiểu thư, Phất Đông và Bão Hạ, hai nha hoàn được giao nhiệm vụ nguy hiểm, chặn ở cổng trường học khi tan học, các em nhỏ bị hai búp bê dễ thương thu hút. Không ăn miễn phí đâu nhé, lát nữa phải trả tiền đấy, lát nữa quản gia của ta sẽ đến trả tiền, cậu chủ nhỏ giàu có liền mua trọn lô kẹo hồ lô. Tối hôm đó, nhìn thấy số tiền hoa hồng mà hai người nhận được, các nha hoàn đều tiếc nuối. Sao ban ngày mình lại không thể bỏ được mặt mũi nhỉ, liền lấy mũ đầu ra và quyết định ngày mai sẽ đi bán hàng. Rất nhanh, trên phố phường Kinh Thành đã xuất hiện nhiều búp bê người của nhà Hoa, ngay cả những phu nhân kiêu kỳ cũng bắt đầu làm việc, nhấc lên que hồ lô. Trong xe ngựa, cô Yến Tích liền nhận ra Hoa Chỉ đang đeo mũ đầu nên đã cố ý giả vờ đùa giỡn đối phương, ai đấy, thật là phiền phức. Khi nhìn thấy đó là xe ngựa của Thất Tư Ti, Hoa Chỉ vội vàng tránh đi. Trở về Thất Tư Ti, cô Yến Tích liền sai người mua cho mình một chuỗi kẹo hồ lô, rõ ràng là bản thân muốn ăn nhưng lại đổ lỗi cho muội muội. Không lâu sau, hoàng đế mời anh vào cung dùng bữa, còn ân cần gắp thức ăn cho anh rất cưng chiều. Cô Yến Tích biết rõ tất cả những điều này chỉ là chiêu trò của hoàng đế, chỉ muốn giữ mình bên cạnh mà thôi, đề phòng thả hổ về rừng. Yến Tích, từ khi con quản lý Thất Tư Ti, làm rất tốt, chỉ là số người đầu rơi ít hơn một chút. Sau bữa trưa căng thẳng, cô Yến Tích giả vờ đi mua kẹo hồ lô, nhưng tình cờ gặp phải cấp dưới cũng đang giả trang. Hoa Chỉ không biết danh tính của cô Yến Tích, lo lắng anh ta va chạm với quan chức của Thất Tư Ti, liền kéo anh ta sang một bên, cô tặng anh ta một chuỗi. Không ngờ Yến Tích lại sợ chua đến thế, cùng với việc kinh doanh kẹo hồ lô ngày càng ổn định, mọi người trong nhà đều có thể nhận được tiền công. Mặc dù không bằng lúc ở phủ trước đây, nhưng so với lúc Tam phu nhân quản lý nhà cửa thì tốt hơn nhiều. Thấy mình nhận được còn không bằng một nha hoàn, Tam phu nhân càng tức giận hơn, cùng với Tần Di Nương lên kế hoạch giành lại quyền quản gia. Đúng vào buổi tối đó, họ bắt gặp một nha hoàn ăn trộm, nha hoàn này lại thuộc về phòng của mẹ Hoa Chỉ ở đại phòng. Đừng làm ầm ĩ, ta có cách của mình. Ngày hôm sau, cô Yến Tích tình cờ gặp lại Hoa Chỉ, Hoa Chỉ đã tặng cho anh những món điểm tâm mà Phất Đông làm. Cô Yến Tích mang điểm tâm vào cung, nhìn những món bánh dân dã này, hoàng đế ăn rất vui vẻ. Không lâu sau, Hiến Vương cũng đến, mang theo loại bánh đắt đỏ và nổi tiếng nhất kinh thành. Mang về đi, trẫm không có hứng thú, nhìn thấy điểm tâm mà cô Yến Tích mang đến, Hiến Vương nhận ra đây là sản phẩm của gia đình tội nhân Hoa, quả này là người nhà Hoa làm phải không? Hoàng đế nghe xong sắc mặt thay đổi, cách đây vài ngày mới nghe nói, cả nhà tội phụ kia không biết hối cải, còn đi làm tiểu thương, loại thứ này. Làm sao dám mang vào kinh đô, kệ nó là nhà Hoa hay nhà cỏ, mấy người phụ nữ và trẻ em bình thường, làm mấy món bánh dân dã thôi, có gì không dám, ta thấy Yến Tích nói đúng. Hoàng đế không những không giận cố Yến Tích, còn tức giận với Hiến Vương, thấy Hoàng thượng yêu ái người cháu trai lớn như vậy, Hiến Vương tức giận rời khỏi Hoàng cung. Thấy huynh trưởng định vứt bỏ những chiếc bánh đắt tiền, Yến Tích may mắn hỏi xin lấy, cảm ơn huynh trưởng. Không lâu sau, cô Yến Tích lại tìm đến người trong lòng, còn mượn Hoa dâng Phật mang bánh cho Hoa Chỉ ăn. Chẳng bao lâu trời bắt đầu mưa to, hai người trú dưới mái hiên để tránh mưa, nhưng lại bị các vị nguyệt lão đẩy cho càng ngày càng gần hơn, không khí chợt trở nên mập mờ. Sau cơn mưa, Hiến Vương thấy quầy hàng của nhà Hoa, trong cơn giận dữ, anh ta ra lệnh phá hủy quầy hàng, nhưng lại thấy cô Yến Tích cũng ở đó, đây là ai vậy, chính người này mới là chủ nhân. Lúc này, Hoa Chỉ cũng nhận ra danh tính của vị quý nhân trên xe ngựa, vừa muốn ngăn Yến Tích, nhưng ai ngờ anh ta chẳng sợ gì. Vài câu nói đã khiến Hiến Vương mua hết cả xe bánh, nhanh đóng gói đi, nhìn cái gì, không đi sao. Huynh biết người đó là ai không, toàn làm những chuyện đáng sợ, không biết sao, đừng làm gì. Một tên hạ nhân của Vương Phủ, qua cái cửa nói nhỏ với Thực Dược, có lẽ muốn hỏi về vụ hỏa hoạn trong cung của Vương Hậu mười mấy năm trước rốt cuộc là thế nào. Ngờ đâu cảnh tượng này đã bị sát thủ ẩn trên mái nhà nhìn thấy, đồng đại không nhớ ra được gì lắc đầu rời đi. Tuy nhiên, anh ta chưa đi được vài bước đã nhớ ra tất cả, rút pháo sáng ra định gửi tin cho thế tử. Kết quả lại bị sát thủ dùng dây sắt xiết cổ, trước khi chết anh đã kích hoạt pháo sáng. Các cao thủ của Thất Tư Ti nhận được tín hiệu lập tức đến hiện trường, tuy nhiên, đồng đại đã qua đời. Biết được người mình phái đi điều tra vụ tự thiêu của mẹ năm xưa đã chết, của mẹ, cô Yến Tích hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức anh nhận được một tin tức còn sốc hơn, muội muội ngươi, hóa ra chỉ mới gần đây. Cánh cửa sân của Thực Dược bỗng nhiên được mở ra, Thực Dược, sau hơn 10 năm chưa từng bước ra khỏi cửa, đã lấy hết can đảm nhảy ra ngoài, tiến vào thế giới mới lạ bên ngoài. Và ngay khi cô vừa rời khỏi nhà, kẻ sát nhân ẩn náu trong phủ đã đến phòng của Thực Dược. Thế giới bên ngoài khiến Thực Dược cảm thấy rất mới lạ, một người ăn xin cầm bát đến trước mặt cô không biết ý nghĩa, nên đã lấy ra một đồng tiền đồng từ trong bát, tiền của người ăn xin cũng muốn cướp à, Thực Dược không biết quy tắc của thế giới bên ngoài. Thấy người trước mắt trả tiền như vậy, ghi nợ vào tài khoản của huynh trưởng ta, cô ngay lập tức học theo nghiêm túc. Vậy là khi bị Bão Hạ chặn lại trả tiền sau khi ăn hai chuỗi kẹo hồ lô, cô đã nói theo, trả tiền nè, ghi vào tài khoản của huynh trưởng ta, chờ đã, huynh trưởng cô, là ai? Hoa Chỉ thấy trời đã tối,
không hỏi ra được địa chỉ nhà của Thực Dược, chỉ có thể dẫn cô về lại sân nhỏ. Mọi người thấy bộ dạng ngơ ngác của Thực Dược đều rất thương cảm, đối xử tốt với cô. Thực Dược cũng rất thích nơi này. Vào đêm khuya, cơn bệnh cũ của bà ngoại lại tái phát. Thực Dược chỉ đứng ngoài nhà lắng nghe tiếng ho của bà, liền nhận ra bài thuốc do Lang Trung kê không có tác dụng, không thể chữa khỏi bệnh cho bà. Thay vào đó, cô đề xuất dùng đông hoa, vỏ cây dâu trắng và hoàng liên. Lang Trung cũng nhận ra đây là bài thuốc của vị thái y thời trước, rất ngưỡng mộ kỹ thuật y học của Thực Dược. Tam phu nhân cũng khen ngợi Hoa Chỉ đã tìm được một bảo bối lớn. Về đêm, biết được Thực Dược luôn bị gia đình khóa trong nhà, mười mấy năm chưa từng bước ra ngoài, Hoa Chỉ rất thương cảm, yêu thương kéo cô đi ngủ. Mặt khác, mọi người ở Thất Tư Ti đã tìm Thực Dược một đêm và khi họ định ra khỏi thành phố để tìm, họ gặp mặt Hoa Chỉ và mọi người đang đi ngược lại, cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm. Dưới sự khích lệ của Hoa Chỉ, Thực Dược cũng bắt đầu giao tiếp và bán kẹo hồ lô. Lúc này cô gặp huynh trưởng mình, huynh ra ngoài như thế nào vậy? Nghe xong câu chuyện của muội muội, cô Yến Tích biết rằng việc muội muội Lạc và Hoa Chỉ không liên quan là mình đã lo lắng quá mức. Có vẻ như Hoa Chỉ thực sự không biết danh tính của mình. Ca ca, huynh định nhốt ta trở lại sao? Thấy muội muội không nỡ rời xa, huynh trưởng quyết định không để muội muội quay trở lại, nhưng muội nhất định phải nhớ, đừng nói với ai họ của muội là Cố, hóa ra ta họ Cố à. Cô Yến Tích nhờ Hoa Chỉ chăm sóc muội muội mình, như một lời cảm ơn, anh đã hái hồ lô cho Hoa Chỉ. Hoa Chỉ mời anh về nhà ăn tối, Thực Dược mệt mỏi và ngủ ngon lành trên xe. Lúc này, sát thủ đang theo dõi sau xe ngựa của ba người. Thấy con gái dẫn một người đàn ông về và cả hai vui vẻ nói chuyện bên ngoài cửa. Các bậc lớn tuổi muốn tìm hiểu về thân thế của Cố Yến Tích qua Thực Dược, không ngạc nhiên khi cô ấy không biết gì cả. Khi rời khỏi sân nhỏ, cô Yến Tích đã ra hiệu cho thuộc hạ của mình. Vào đêm khuya, khi sát thủ chuẩn bị lợi dụng bóng tối hành động, những người của Thất Tư Ti đã sẵn sàng mai phục và ngay lập tức bắt được tên sát thủ mặc đen này. Ngươi thật là thiên tài, làm sao ngươi biết anh ta sẽ đến? Ban ngày ta đã cảm thấy có người theo dõi, đồng đại vừa mất thì họ đã nhắm vào Thực Dược, chắc chắn có liên quan đến vụ hỏa hoạn năm đó. Khi chuẩn bị đưa người này đi, cô Yến Tích phát hiện vũ khí của tên này là dao, lập tức nhận ra không chỉ có một sát thủ, vội vàng chạy đến nhà của Hoa Chỉ nhưng đã muộn. Người mặc đen xông vào nhà định tấn công Thực Dược, Hoa Chỉ nhanh tay dùng kẹp tóc đâm vào đối phương, định dẫn Thực Dược rời đi nhưng bị đối phương dùng dây sắt kéo lại. Lúc này cô Yến Tích dẫn đội tới để tự vệ, Hoa Chỉ nói, có lẽ anh không biết, Thất Tư Ti luôn không quan tâm đến mạng người. Huống hồ mạng của tội nhân như ta, chẳng đáng giá, ngươi bắt ta chỉ là sợ hãi vô ích. Lúc này cô Yến Tích cũng rút cung nỏ ra, chiếc cung sắt này của ta, nếu được kéo căng, đừng nói là một người phụ nữ. Ngay cả một con bò một con ngựa cũng có thể bị xuyên thủng, đừng nói ngươi siết cổ cô ấy. Hoa Chỉ ngạc nhiên không biết đối phương có phải muốn cứu mình không, chưa kịp nghĩ nhiều cô Yến Tích đã bóp cò. Cô Yến Tích sau khi cứu Hoa Chỉ đã dẫn đội rời khỏi Hoa gia. Anh ấy dặn dò thuộc hạ chọn một số người giỏi, thay phiên canh gác bên ngoài nhà Hoa. Không thể để tình huống nguy hiểm như tối nay xảy ra lần nữa. Tối nay chúng ta làm bảo vệ à, ai bảo sếp của chúng ta, người yêu quý nhất ở đây chứ, dĩ nhiên là muội muội của anh ấy. Tần Di Nương cho rằng Thực Dược mang theo xui xẻo, vừa mới chuyển đến đã gặp trộm, Hoa Chỉ của trách cô ấy không nên nói như vậy. Nếu có xui xẻo cũng là xui xẻo của chính mình, thấy Hoa tỷ tỷ bị thương, Thực Dược đau lòng khóc cả đêm, thề sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ, không để Hoa Chỉ bị thương nữa. Phía cô Yến Tích tìm thấy vàng trên người sát thủ, hai người được chủ thuê bằng số tiền lớn. Giải quyết người biết chuyện về vụ hỏa hoạn của Vương Phi ngày xưa, sau đó trở về Vương Phủ, cô Yến Tích cho Thực Dược tạm trú tại. Tin tức bên ngoài đã được thông báo cho Tiêu Di Nương, Tiêu Di Nương tỏ ra khá bất đắc dĩ, thử nghiệm muốn giữ Thực Dược lại ở Vương Phủ. Thấy Yến Tích quyết đoán, cô đành miễn cưỡng nói được một tiếng được. Cuối cùng cậu đã đưa Thực Dược đi đâu, bây giờ cô ấy có người đồng hành, cũng có chỗ ở, ngoài kia, còn đâu có thể so sánh được với Vương Phủ của chúng ta. Nhưng cô ấy ở đó, hạnh phúc hơn ở Vương Phủ hàng nghìn lần. Biết con gái sống hạnh phúc, Vương gia cũng không nói thêm gì nữa, hy vọng Thực Dược có thể quên đi những chuyện không vui ngày xưa. Cô ấy thân thiết với cậu, những chuyện trước đó, cô ấy có nhắc tới với cậu không? Lúc đó Thực Dược còn quá nhỏ, không nhớ gì cả, có lẽ việc quên đi là điều tốt đối với cô ấy. Mặt khác, trò chơi búp bê của Hoa Chỉ đã bị các tiểu thương khác sao chép, nên cô lại sử dụng ký ức hiện đại, làm một cái tivi quay tay. Thấy gian hàng của nhà Hoa trưng bày hộp có kịch bản di động, trẻ em lại ùn ùn kéo đến quầy kẹo hồ lô của nhà Hoa. Với những sáng tạo mới lạ của Hoa Chỉ, kinh doanh dần dần tốt lên. Ngày hôm đó cô Yến Tích lại đến thăm Hoa Chỉ, đau lòng nhìn chiếc băng quấn quanh cổ cô, Hoa Chỉ không muốn đối phương lo lắng, nên nói dối là cổ không thoải mái, không thể tiếp xúc với gió, nếu không biết nói dối, cô đừng nói. Đó cũng là vì Thực Dược, nếu không phải Thực Dược giúp ta bôi thuốc, có lẽ sẽ để lại sẹo, vết thương nhỏ này vài ngày là khỏi. Yến Tích giúp Hoa Chỉ dọn hàng, thấy huynh trưởng Thực Dược rất vui. Còn nói cho huynh trưởng một bí mật, cô ấy rất thích huynh. Muội nghe ai nói vậy? Khi hai người ở cùng nhau, cô ấy rất vui vì cô ấy thích huynh, giống như ta thích huynh vậy,
cô ấy cũng rất thích ta. Yến Tích vui mừng một hồi mới nhớ ra hỏi muội muội chuyện chính, có nhận ra trong phủ có một người tên là Đồng Đại không? Em gái nói rằng biết, Đồng Đại còn nói với cô một số lời kỳ lạ, Thực Dược diễn đạt không rõ ràng. Thấy không hỏi ra được gì, huynh trưởng liền dặn dò Thực Dược, chuyện hôm nay đừng nói với ai, kể cả Hoa Chỉ. Bên kia, Tam phu nhân quản lý sổ sách thu chi phàn nàn Hoa Chỉ gần đây mua nhiều thứ vô dụng thế nào, việc cần làm lúc này khi có tiền là thuê một số người bảo vệ. Hoa Chỉ dỗ dành Tam phu nhân, nói mình có cách kiếm tiền lớn, yêu cầu đối phương cho mình 3 tháng thời gian. Những ngày sau đó, Hoa Chỉ cho nha hoàn ghi chép số lượng người qua lại tiểu lâu, một tháng sau cô đưa điểm tâm do Phất Đông làm đến tiểu lâu Vân Lai thảo luận hợp tác. Họ muốn cung cấp điểm tâm cho tiểu lâu hàng ngày, không lấy một xu. Chủ quầy nghe thế tất nhiên đồng ý, nhưng chính là việc tặng miễn phí trong 3 tháng này đã khiến nhiều khách hàng ở kinh thành nếm thử được hương vị tuyệt vời của điểm tâm nhà Hoa. 3 tháng trôi qua, lợi nhuận tích lũy trước đó đều được Hoa Chỉ tặng đi. Tam phu nhân thực sự phàn nàn, nhưng Hoa Chỉ đã đến lúc thu hoạch. Hóa ra trước đó Hoa Chỉ chỉ cung cấp cho 3 tử lâu tốt nhất ở Hoàng Đô, thấy 3 quán này kinh doanh rất thành công. Các tử lâu khác không thể ngồi yên được nữa, lần lượt tìm đến Hoa Chỉ để thương lượng giá cả. Hoa Chỉ đưa ra giá 10 văn mỗi phần điểm tâm, chủ quán ngay lập tức đồng ý, sau đó quay đầu bán ra với giá gấp 12 lần. Hoa Chỉ kinh ngạc, Hoa Chỉ đã học được bài học, dự định sau này khi có khả năng cũng sẽ mở một tử lâu mang thương hiệu Hoa Ký. Sau nhiều tháng nỗ lực của Hoa Chỉ, cô đã thông báo một tin tốt lành cho mọi người, chúng ta có thể chuyển về thành rồi. Thật sao? Về thành thì tốt quá. Bây giờ tiền kiếm được có thể thuê một dinh thự ở kinh thành, cũng có thể mở một cửa hàng Hoa Ký. Cô để mọi người lựa chọn và mọi người đều chọn chuyển về thành phố trước. Vậy thì mọi người đã quyết định như vậy, chúng ta cứ thế mà làm, mau chóng đặt dinh thự và cũng cần gấp rút thuê người bảo vệ. Ta sẽ đi đặt cọc ngay. Gia đình Hoa cuối cùng cũng đón được niềm vui chuyển nhà, một lần nữa chuyển về sống trong thành phố. Vừa vào sân, các phu nhân liền mang theo ý đồ riêng muốn chọn một phòng tốt nhất. Tổ mẫu rất tức giận, tất cả đứng lại, Hoa Chỉ, con chọn trước. Tổ mẫu cho rằng Hoa Chỉ quản gia vất vả nhất, nên xứng đáng chọn một căn phòng tốt nhất để ngủ cho thoải mái. Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ tất cả mọi người đều rất tôn trọng việc Hoa Chỉ quản gia, cho rằng chỉ có khi Hoa Chỉ ổn, gia đình này mới có thể ngày càng tốt hơn. Nhưng việc gia đình Hoa nhanh chóng chuyển về kinh thành không tránh khỏi những lời dị nghị từ dân chúng, nhà toàn phụ nữ này, giữ được bao nhiêu bạc trắng, họ có giữ nổi không? Đúng lúc này, một nhóm người hùng hổ bước ra, mắng những người dân đứng ngoài lề mà nói xấu, người đến chính là Lý Quý, người bảo vệ cũ của nhà Hoa. Khi nhà bị tịch thu, anh ta là người đầu tiên chạy trốn, bây giờ thấy nhà Hoa trở về tuyển người bảo vệ, anh ta lại dẫn theo một nhóm người đến. Tất cả mọi người đều đã tìm được, 15 người đàn ông, cô nương đừng ghét bỏ chúng ta, ghét bỏ, 15 người đàn ông chặn ở cửa. Rõ ràng là muốn ép ta, giữ lại họ, dù Hoa Chỉ nói rằng tiền công chỉ bằng một nửa so với trước đây, Lý Quý vẫn mỉm cười đồng ý. Lúc này, Tần Di Nương tìm đến Tam phu nhân để xin ý kiến, nói muốn chuyển sang ở phía đối diện, Tây Viện. Tam phu nhân biết Tần Di Nương đang tính toán cái gì và khuyên bà ta đừng có ý định đó, nhưng thấy bộ dạng lệ rơi đầy tội nghiệp của đối phương. Bà ta lại không nỡ lòng, vì vậy nói rằng bây giờ Hoa Chỉ là người quản gia, cần xin phép cũng nên hỏi Hoa Chỉ. Trước yêu cầu của Tần Di Nương, Hoa Chỉ không suy nghĩ nhiều và đã vô tư đồng ý. Tần Di Nương mừng rỡ vô cùng, Tam phu nhân thở dài nói rằng Hoa Chỉ không biết bên trong có bao nhiêu điều mưu mẹo. Thấy Tần Di Nương từ xa chuyển đến đối diện mình, nhị phu nhân lúc đầu ngỡ ngàng, sau đó tức giận đóng cửa sổ lại. Nghe nói Hoa Chỉ chuyển vào thành, cô Yến Tích cố ý tới tìm cô nhưng bị Lý Quý mắng. Lý Quý, đây là bạn ta, nhìn thấy người yêu đi đến từ phía trước, cô Yến Tích nhớ lại lời muội muội mình nói. Yến Tích tặng cho Hoa Chỉ một chiếc ám tiễn xinh đẹp, kể từ sau lần gặp nguy hiểm trước đó, anh rất quan tâm đến sự an toàn của Hoa Chỉ. Lý Quý thì mỉa mai nói, đại cô nương thật là không tầm thường, còn chưa xuất giá đã dẫn đàn ông về nhà rồi. Bây giờ nhà đã chuyển về, Hoa Chỉ lại cho hai em trai Bách Lâm và Bách Lễ tiếp tục học ở trường tư thục. Tiền bạc có thể kiếm lại vì đó chỉ là vật ngoài thân, nhưng gia học và văn mạch của nhà Hoa là thứ không thể mua được bằng tiền, cần được chuyển lại. Tổ mẫu rất đánh giá cao quan điểm của Hoa Chỉ. Tuy nhiên, Bách Lâm và Bách Lễ ngày đầu tiên đi học đã trốn học trở về nhà lén lút. Bách Lễ về phòng thì phát hiện Tần Di Nương đang lén lút trong phòng mình, Tần Di Nương lấy ra bút mình đã mua cho Bách Lễ. Kết quả, đối phương bị ném ra ngoài trực tiếp, Tần Di Nương khóc rồi rời khỏi phòng. Bách Lâm nói rằng bạn bè ở trường đều chế nhạo họ, gia đình Hoa đã làm tức giận hoàng đế, việc học cũng vô ích, huống hồ còn không thể thi đỗ công danh, thậm chí thầy giáo cũng không quản lý hai anh em, vì vậy họ mới trốn học. Nhưng nhị phu nhân không giống Hoa Chỉ, biết con trai trốn học liền nghiêm khắc mắng mỏ, ngày mai nhất định phải đi. Từ nay về sau, đừng gọi ta là mẹ nữa, ta không có đứa con trai như con. Bách Lễ tức giận bỏ nhà đi, đêm khuya cả nhà đi tìm cậu. Bách Lễ trong lúc trốn tránh đã vô tình rơi xuống sông, Tần Di Nương cảm nhận được và không chút do dự nhảy xuống, sau đó nâng Bách Lễ lên và được người bảo vệ cứu lên. Tần Di Nương vô ý lộ ra sự thật, con của ta,
Nhị phu nhân tức giận tát vào mặt Tần Di Nương, cô đã điên rồi à? Hóa ra Bách Lễ chính là con ruột của Tần Di Nương. Do nhị phu nhân và nhị lão gia nhiều năm không có con, nên đã nhận con trai của Tần Di Nương là Bách Lễ nuôi nấng như con mình. Thấy mẹ đau khổ, Hoa Cầm tức giận chạy đi tìm Bách Lễ và kể sự thật cho cậu, để biết vì sao Tần Di Nương không ở cái nhà tốt đẹp của mình, lại muốn ở trong phòng cùi không. Để biết tại sao cô ấy lúc nào cũng lén lút nhìn đệ không. Để biết tại sao cô ấy dù không biết bơi nhưng vẫn muốn không quan tâm đến mạng sống để cứu đệ không. Bởi vì đệ là con cô ấy sinh ra, Hoa Cầm nói cô ấy mới là mẹ đẻ của đệ. Thấy Tần Di Nương phá vỡ quy tắc, nhị phu nhân tức giận muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà. Tần Di Nương đang sốt cao ngày hôm đó, liền bị người ta cả giường lẫn chăn mang ra ngoài định vứt bỏ. Hoa Cầm quỳ xuống xin xỏ nhưng không ai quan tâm đến cô. Nhìn kìa, cô ấy thật đáng thương, có chuyện gì vậy? Đại cô nương, đừng trách ta hôm nay không nhìn mặt con, nếu con thật sự muốn giữ cô ấy lại. Vậy thì ta cũng sẵn sàng cùng cô ấy bỏ mạng, quyết không từ bỏ. Hoa Cầm quỳ trước mặt Hoa Chỉ, cầu xin cô cứu lấy mẹ mình. Bây giờ Tần Di Nương bị đuổi ra khỏi nhà chỉ còn đường chết. Bây giờ toàn bộ nhà đều do Hoa Chỉ quản lý. Sau khi cân nhắc lợi ích, Hoa Chỉ đề nghị cho Tần Di Nương đi làm việc ở quán Nguyệt Tú, mỗi tháng trừ 3 ngày về báo cáo, còn lại không được về nhà. Nhị phu nhân cũng cho Hoa Chỉ một mặt mũi và Tần Di Nương đã được mang ra khỏi nhà Hoa như vậy. Bách Lễ đang nhìn ra ngoài cửa sổ mơ mộng, thấy nhị phu nhân bước vào, anh vội vàng giả vờ đọc sách. Nhị phu nhân muốn vuốt ve con trai nhưng lại buồn bã dừng tay lại. Khi cô ấy quay người định rời đi, Bách Lễ đã gọi cô ấy lại và thề sẽ học hành chăm chỉ. Nhị phu nhân mất hồn mất vía bước ra khỏi cửa nhưng bị người bảo vệ Lý Quý chặn đường. Không ngờ Lý Quý, một người đàn ông bên ngoài, không có một chút quy tắc nào dám vào khu vực nội viện, còn dám vươn tay đòi tiền từ nhị phu nhân, xin lỗi đã làm phiền. Sau này xin hãy chăm sóc Bách Lễ nhiều hơn, đó là điều đương nhiên. Mặt khác, tể tướng Thẩm Trung Hành gửi quà muốn làm hài lòng Hiến Vương nhưng bị từ chối. Sau đó ông gọi cháu trai lớn của mình, Thẩm Kỳ, một người mặc trắng, buộc Thẩm Kỳ dùng danh nghĩa của mình mời Hiến Vương đến nhà uống trà. Gia đình Hoa bị oan, tổ phụ không giúp cũng thôi, bây giờ lại càng nịnh bợ Hiến Vương, dù Thẩm Kỳ tức giận nhưng vẫn bất đắc dĩ viết lời mời. Thẩm Kỳ không chịu nổi thái độ làm màu của tổ phụ và người kia, ngay lập tức rời khỏi nhà Thẩm, dự định thuê một viện nhỏ để tự mình thi cử. Trên đường tình cờ gặp Hoa Chỉ và một người khác, Hoa Chỉ tỏ ra rất tốt bụng, nhất quyết muốn giúp anh ta chuyển nhà. Giác quan thứ 6 của đàn ông khiến cô Yến Tích không yên tâm để hai người ở một mình, liền cùng đi giúp. Thấy thái độ nhiệt tình của Hoa Chỉ với Thẩm Kỳ, Yến Tích cảm thấy ghen tị không ít, tôi sẽ đưa các người, Thẩm huynh. Không cần đưa đâu, vì trường học bên ngoài không chấp nhận họ nhà Hoa, Hoa Chỉ dự định tự mình mở một trường học cho dòng họ. Nhưng dù cô cố gắng trả thêm tiền thế nào, dù đã sớm đi muộn về, tìm kiếm hầu như khắp thành phố nhưng không ai dám đến dạy cho con cháu nhà Hoa. Thương, nông, công, thủ là lời nguyền không thể tránh khỏi. Trước khi về nhà, cô Yến Tích lại giả vờ như là vì muội muội, mời Hoa Chỉ đi dạo phố cùng mình, cô và Thực Dược có vóc dáng tương tự, giúp ta thử này. Rất vừa vặn, Thực Dược thấp hơn ta một chút. Hơn, bà chủ, còn có áo nào ngắn hơn cái này không? Chỉ lấy cái này thôi, bộ đồ này rất hợp với cô, đúng là lời của thiếu gia, giữa người và người là phải có sự trao đổi. Hoa Chỉ cũng chọn cho cô Yến Tích một bộ. Không phải nói một cặp đôi tốt, hai bộ áo này thực ra là làm từ một mảnh vải. Nhìn này, hoa văn còn trùng khớp nữa, lúc này hai người đều cảm thấy ngượng ngùng đến đỏ mặt. Sau khi biết không ai sẵn lòng dạy cho nhà Hoa, cô Yến Tích nói sẽ có cách. Nghe giọng huynh, tưởng huynh sẽ đến cửa bắt cóc, đừng nói lung tung, ta là người tốt tuân thủ pháp luật. Lúc này, Thẩm Kỳ ra ngoài để phê bình thơ cho bạn bè, nhưng lại vô tình nghe thấy học giả ở bàn bên cạnh chế nhạo nhà Hoa. Toàn là phụ nữ và trẻ con, dễ gây ra lời ra tiếng vào. Mặc dù học bổng khá hậu, cuối cùng cũng không phải là nơi tốt nhất, ngay cả khi Khổng Tử còn sống đến nhà họ, cũng chẳng thể dạy ra được một nửa người học trò xuất sắc. Thẩm Kỳ tức giận đập bàn, nhà Hoa chỉ vì không có đàn ông mà bị chế nhạo như vậy, không có đàn ông, có thể không phải là chuyện nhỏ, chẳng hạn như anh bạn này. Với dáng vẻ như thế, nếu đến nhà họ dạy học, thì toàn bộ là những thiếu nữ đang tuổi xuân và phụ nữ đầy sức quyến rũ, không biết sẽ lan truyền ra những tin đồn thế nào đây. Mọi người càng nói càng quá đáng và vô liêm sỉ, Thẩm Kỳ bảo họ làm nhục danh dự của người đọc sách, huynh tức giận cái gì? Tranh luận vô ích, những học giả có danh tiếng sẽ không thể đến nhà họ dạy học, lẽ đó huynh không hiểu sao? Trong khi đó, người bảo vệ lại tìm đến Hoa Chỉ nói, tiền công hàng tháng hơi ít một chút, trong nhà này toàn là phụ nữ và trẻ con. Nếu làm tổn thương bất kỳ ai đều sẽ gặp rắc rối. Khi Hoa Chỉ mời anh tham gia lễ đoan ngọ cùng mình, cô Yến Tích lễ phép cúi đầu xin lỗi, bởi vì ngày mai anh có một bữa tiệc gia đình không thể từ chối. Vào ngày lễ đoan ngọ, hoàng đế tổ chức một bữa tiệc lớn trong cung. Khi thấy thế tử đến, hoàng đế lập tức vui mừng, thậm chí trực tiếp đuổi đi hoàng tử bên cạnh để cô Yến Tích ngồi cạnh mình. Những hoàng tử này hàng ngày luôn phục vụ bên cạnh con ta, chỉ có một người con trai này bây giờ không thể ở bên cạnh phục vụ rượu được. Các hoàng tử của trẫm cộng lại
cũng không bằng Yến Tích một mình. Nếu nói trẫm có gì ghen tị với ngươi, đó là ngươi có một người con trai tốt. Hoàng huynh luôn công khai và âm thầm tranh giành con trai mình, điều này khiến vương gia rất tức giận. Tại sao Tích Nhi không về nhà, không cần quan tâm đến anh ấy, ở trong cung này, anh ấy tự do thoải mái, tốt nhất là không có Lăng Vương phủ, anh ấy mới vui vẻ. Sau đó, hoàng đế lại gọi Yến Tích uống một chút, phàn nàn rằng mình đã đi mời Thái hậu từ vài ngày trước, nhưng hôm nay bữa tiệc gia đình Thái hậu vẫn không đến. Hoàng đế biết Thái hậu giận mình vì sự việc nhà Hoa bị tịch thu, thêm vào đó, nữ quyến nhà Hoa chỉ trong vài tháng đã từ nông thôn chuyển về kinh đô. Hoàng đế tin rằng nhà Hoa đã nhận được sự giúp đỡ của Thái hậu nên mới có cơ hội để thở. Bạn có biết không, trong cung phượng tường của Thái hậu thường xuyên có thư mật được gửi đi, từ mùa đông năm ngoái đến nay đã có tới 7 bức thư. Việc của cung cấm, ta không dám điều tra, không sao, Yến Tích hãy giúp ta điều tra xem, Thái hậu và nhà Hoa rốt cuộc có mối liên hệ gì. Yến Tích rời khỏi cung cũng thấy bất lực, trong cung lớn lao kia, bao gồm cả bản thân mình, hoàng đế không tin tưởng ai, ngay cả Thái hậu cũng không ngoại lệ. Khi trở về nhà, tình cờ gặp Hoa Chỉ vừa phát cháo xong ở ven đường, anh liền thay đồ thường phục xuống xe bắt chuyện, món sơn hào hải vị trong cung không bằng một bát cháo loãng của cô gái Hoa Chỉ. Chờ một chút, Hoa Chỉ gọi Yến Tích lại, giúp anh đeo lên sợi dây năm màu mang ý nghĩa bình an. Cô thấy ta thế nào, ai lại không biết xấu hổ như huynh, cứ phải nghe người khác khen ngợi. Ta muốn ứng tuyển làm thầy giáo cho gia đình cô. Hoa Chỉ vài ngày trước vẫn còn lo lắng không tìm được thầy giáo dạy học cho em trai và em gái. Sau khi biết chuyện, Yến Tích nghĩ đến Mục Thừa Chi, một học giả lớn từng đứng trong cung quát mắng các quan lại và ném mũ rời đi. Mục Thừa Chi đang nghỉ ngơi trong sân, bỗng nhiên nhận được một chiếc thư từ Thất Tư Ti. Anh lầm tưởng hoàng đế vì chuyện ngày xưa cuối cùng đã muốn trừng phạt mình, nên đã tắm rửa, đốt hương chuẩn bị đi chết. Chỉ tiếc là không thể ăn được bánh ngọt nhà Hoa nữa. Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, anh yêu cầu học trò mở chiếc thư tống, nhưng phát hiện nội dung thư lại là về nhà Hoa. Thông báo tuyển dụng thầy giáo dạy sách của gia đình, Mục Thừa Chi trông có vẻ bối rối. Đúng lúc đó, học trò của ông là Thẩm Kỳ tìm gặp, cũng mang theo thông báo và mong ông đến nhà Hoa dạy học. Vì thế, ngày hôm sau, thầy Mục đã đến nhà Hoa để dạy học. Hoa Chỉ hiểu lầm rằng thầy giáo đến nhà Hoa dạy học là nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Kỳ, không biết rằng thực ra đây là công lao của cô Yến Tích. Bây giờ nhà đã có thầy dạy văn, nhưng trong viện vẫn cần một thầy dạy võ, chỉ vì người giữ viện Lý Quý và con trai của ông ta ngày càng trở nên quá đáng. Lý Quý không chỉ dám đe dọa các bà chủ để lấy tiền boa, con trai ông ta còn như một kẻ lưu manh, lảng vảng quấy rối các cô nha hoàn trong nhà. Tiền lương tháng này hơi ít một chút, nếu ai đó bị thương thì không tốt đâu. Bạn muốn tăng bao nhiêu? Lần này tăng gấp đôi, đêm nay còn phải canh giữ cổng, nếu có trộm vào cũng không tốt. Được thôi, ta đồng ý với bạn ra ngoài đi. Hoa Chỉ tạm thời ổn định được Lý Quý và con trai ông ta, nhưng mặt khác lại tích cực tìm kiếm một thầy dạy võ phù hợp. Thầy dạy võ nhất định phải là người có đạo đức tốt và kỹ năng xuất sắc mới có thể trấn áp được những người như Lý Quý. Đầu tiên thuê thầy dạy võ với danh nghĩa, sau đó tận dụng một cơ hội tốt để thay thế Lý Quý và con trai ông ta. Vào buổi tối, Hoa Chỉ đi thăm bà nội, nhưng phát hiện bà đang đọc thư. Bao nhiêu lá thư này? Tất cả đều do một người viết, chúng ta đã liên lạc bằng thư từ được 40 năm, đây chỉ là một phần nhỏ. Hoa Chỉ muốn mời vị bà nội bí ẩn này đến nhà ngồi chơi, nhưng bà nội đột nhiên đổi chủ đề. Hoa Chỉ vẫn chưa biết người bạn thư mật bí ẩn này chính là Thái hậu đương triều. Vì những ngày này Hoa Chỉ luôn bận rộn tìm thầy dạy võ, nên không có ai chơi cùng Dược Dược. Khi thấy anh trai đến tìm mình, Dược Dược rất vui mừng. Hoa tỷ tỷ quá bận rộn, không chơi cùng Dược Dược. Tỷ ấy bận làm gì vậy? Tỷ ấy đang tìm năm thầy giáo. Năm thầy giáo là gì vậy? Tỷ nói với ta, năm thầy giáo là những thầy giáo biết đánh nhau. Ta hỏi cô ấy 6 thầy giáo là gì, cô ấy không trả lời được. Dược Dược hứng thú muốn anh trai đến ứng tuyển làm năm thầy giáo, như vậy mình có thể mỗi ngày đều gặp anh trai. Đến đêm đoan ngọ, ta muốn ứng tuyển làm thầy giáo dạy võ cho gia đình cô. Khi nhà có một thầy giáo dạy võ đẹp trai như vậy, các cô gái trong nhà rất mê mẩn, nhưng Lý Quý và con trai của ông ta lại không vui. Một người đàn ông vì muốn làm rõ nhiệm vụ hoàng đế giao cho mình, đã lẻn vào phòng ngủ của bà nội Hoa Chỉ vào ban đêm, dự định tìm kiếm thư mật Thái hậu gửi từ cung. Nhưng lúc này, bên ngoài sân lại truyền đến tiếng động, chỉ thấy con trai Lý Quý say xỉn lảo đảo, Lý Quý mắng nhiếc không thể dựa vào. Sao không thể kiếm chút thể diện, dùng một số mánh khóe để giữ Hoa Chỉ lại, như vậy tài sản của nhà Hoa sau này sẽ thuộc về họ Lý. Loại phụ nữ này, cho ta cũng không cần, còn kén chọn, ngươi tưởng ngươi là thái tử à? Con trai Lý Quý rất khinh thường lời mắng mỏ của Lý Quý, say sưa đi vào nội viện. Tình cờ thấy một cô nha hoàn xinh đẹp đang may quần áo, anh ta thích những phụ nữ dịu dàng và xấu hổ như vậy, ngay lập tức khóa trái cửa phòng dự định chiếm đoạt. Ta là tổng quản bảo vệ nơi này, nếu dám kêu lên, trước hãy chịu 30 gậy rồi mới đuổi đi. Buông ra, Hoa Chỉ nghe thấy tiếng cầu cứu, không nghĩ ngợi liền lao tới. Anh đang làm gì vậy? Thấy cô nha hoàn bị bắt nạt, Hoa Chỉ nhặt cái bình nước lên và đập vào đầu Lý Kế Tông. Sau khi đứng dậy,
phần lớn cơn say của Lý Kế Tông cũng tan biến. Thấy người đến là Hoa Chỉ, lập tức quay ngược lại sự thật nói rằng cô nha hoàn trước đã quyến rũ mình. Lý Kế Tông, anh còn biết luật pháp không? Lúc này, Lý Quý cũng nghe thấy tiếng động chạy tới, nói rằng luật pháp bên ngoài anh không biết, nhưng luật pháp trong nhà Hoa bây giờ là của hai cha con anh ta. Hai người lập tức định giết chết để bịt miệng. Thấy mạng sống bị đe dọa, Hoa Chỉ lập tức bắn ra tên lửa từ ống tên mà cô Yến Tích trao cho mình. Cô Yến Tích xuất hiện đúng lúc, trực tiếp giải quyết Lý Quý và con trai. Thấy mình bị thất thế, Lý Quý hét lên kêu gọi tất cả người bảo vệ trong viện tụ tập lại. Hoa Chỉ sau đó đứng ra nói rằng sự việc hôm nay hoàn toàn do Lý Quý và con trai gây ra, không liên quan đến những người khác, tiền lương của họ trong nhà Hoa vẫn như cũ. Mọi người nghe thế đều quay ngoắt lại, chỉ theo Hoa Chỉ, kéo Lý Quý và con trai ra đánh 100 gậy rồi ngày mai đưa đến nha môn. Đối mặt với cô nha hoàn vẫn còn hoảng sợ, Hoa Chỉ đã đưa cho cô một số quần áo và tiền bạc, nhưng cô ấy lại quỳ xuống xin ở lại làm việc tại nhà Hoa. Hoa Chỉ thấy người này đáng thương nên đã nhận cô ấy vào nhà, còn đặt tên là Niệm Thu. Sau sự việc, cô Yến Tích rất lo lắng cho Hoa Chỉ, may mắn tối nay mình có mặt, nếu mình không ở đó thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Biết được Hoa Chỉ có trách nhiệm bảo vệ mọi người trong nhà Hoa, cô Yến Tích cũng âm thầm thề sẽ bảo vệ Hoa Chỉ. Ngày hôm sau, cô Yến Tích dạy mọi người tập võ, còn trực tiếp chỉ dạy Hoa Chỉ cách sử dụng tên lửa. Sân tập võ lập tức được bao phủ bởi bong bóng hồng. Sau đó, anh cũng dạy Hoa Chỉ cách cưỡi ngựa. Con ngựa của cô Yến Tích rất khó tính, người bị nó đá gãy chân không dưới 10 người cũng phải 8, nhưng Hoa Chỉ vừa cưỡi lên, con ngựa liền trở nên rất dễ bảo. Hoa Chỉ nhanh chóng học được, tự hào học theo cô Yến Tích thổi một tiếng huýt sáo, nhưng kết quả, cô Yến Tích trực tiếp bước lên và ổn định con ngựa. Cô thổi huýt sáo làm gì? Ta học huynh đấy. Cô học không giống, ngựa còn nghe không hiểu nữa là. Thì huynh chưa dạy ta. Lần sau sẽ dạy cô. Với cô Yến Tích đứng phía sau, Hoa Chỉ làm sao còn tâm trí mà cưỡi ngựa nữa. Con ngựa bên cạnh còn ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Khi hai người đang vui vẻ cưỡi ngựa, bà nội đột nhiên đến. Bà yêu cầu cô Yến Tích quay một vòng, có vẻ như đang đánh giá xem chàng rể tương lai có xứng đáng với Hoa Chỉ hay không. Nhìn con ngựa trước mặt, bà nội nhớ lại khi còn trẻ, mình vô tình chạy đến bên cạnh một căn nhà đổ nát. Bước vào sau đó phát hiện một học sinh nghèo, ai ngờ rằng cuối cùng lại gắn bó với người đó cả đời. Người học sinh đó sau này chính là Hoa Tướng. Cha ta là một hầu tước, mẹ ta là một quận chúa, ta đã phải lòng một chàng trai nghèo. Kết quả là đã gây ra một cuộc hỗn loạn lớn trong nhà, nhưng rất nhanh, ông nội con đã thi đỗ trạng nguyên và không còn gì để nói nữa. Nếu như không đỗ được thì sao? Ta đã nghĩ qua, tệ lắm thì ta sẽ cùng ông ấy bỏ trốn. Bà nội ta nói những lời này là để cho Hoa Chỉ không sợ hãi ánh mắt của thế tục, đừng nhìn vào gia thế, cửa ải, tương lai hay danh vọng, đó không phải là tìm người yêu mà là làm ăn mua bán. Nếu có một ngày, có một người, khiến trái tim con cũng như thế, đập thình thịch, nhớ lấy nhé, đó chính là người ấy. Qua sự chỉ bảo của bà nội, Hoa Chỉ cũng nhìn rõ người mình thích chính là cô Yến Tích. Sau khi Hoa Chỉ đi, bà nội đùa cợt rằng, lúc nãy, bà đã thấy hai người họ cưỡi ngựa chưa, học theo cách này, 3 năm 5 năm cũng không thể học được, vì tâm trí họ không ở trên lưng ngựa. Bà nội gọi cô Yến Tích lại và hỏi xem anh có thích Hoa Chỉ không, không cần phải nói cho ta biết, phải nói cho ai, con biết đấy. Sau đó, khi thấy cô Yến Tích, Hoa Chỉ đã lấy hết can đảm để hỏi, Yến Tích, huynh nghĩ gì về ta? Không ngờ cô Yến Tích sau khi suy nghĩ kỹ càng đã nói, coi cô là tri kỷ. Mấy ngày trước, tiệm bánh ngọt của Hoa Chỉ cuối cùng cũng khai trương, các chủ nhà hàng lớn đã đến ủng hộ, kinh doanh có thể nói là rất phát đạt. Tuy nhiên, dù cho các tầng lớp như sĩ, nông, công, thương, dù cuộc sống ngày càng tốt lên, nhưng Hoa Chỉ là một phụ nữ, việc hàng ngày phải đối mặt và kinh doanh không tránh khỏi bị người ta bàn tán. Một số người dân nhàm chán thậm chí còn gọi Hoa Chỉ là nàng Tây Thi bán điểm tâm, bách lân bách lễ còn không dám ngẩng đầu trước bạn bè. Gia đình cậu mở cửa hàng, bán thức ăn, tỷ tỷ cậu đã trở thành trò cười ở kinh thành, hai người vì tức giận mà đã đánh nhau với họ. Nhị phu nhân đã tìm đến Hoa Chỉ vì việc này, muốn Hoa Chỉ giao cửa hàng cho người đàn ông quản lý bên ngoài. Một cô gái không nên xuất hiện trước mặt người khác để tránh bị bàn tán, nhị thẩm cũng cảm thấy ta làm mất mặt, cảm thấy gia đình Hoa làm ăn mất mặt sao? Không thể nói như vậy, trước đây lạnh giá đói khát, đừng nói là làm ăn, dù là đi khất thực cũng phải làm, nhưng bây giờ đã khác rồi, nhưng ông nội và họ vẫn ở phương Bắc, khi nhắc đến đây, nhị thẩm cũng không tiện nói thêm gì, dù sao họ cũng phải liên tục kiếm tiền để chuộc tội cho lão gia và những người khác. Trong khi đó, Hoa Linh cũng không hài lòng với công việc kinh doanh hiện tại của gia đình Hoa, cô ấy trước đây là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn của kinh thành, không thể chịu đựng được người dân bàn tán về mình, dù lời nói có khó nghe một chút, nhưng cũng không thể thiếu cô một hoặc hai miếng thịt, tam phu nhân gần đây vì kinh doanh phát đạt. Chỉ việc tính toán đã bận rộn không thể ngóc đầu lên được, không có thời gian nghe con gái nói lung tung, Hoa Linh cho rằng mẹ mình thiên vị. Ngày nay, ngay cả con gái mình cũng không quan tâm, mà chỉ thân thiết với Hoa Chỉ, nói xấu Hoa Chỉ ngay trước mặt, cho rằng tất cả danh tiếng tốt đẹp đều bị Hoa Chỉ chiếm mất.
Những lời nói như gió lạnh này vừa lúc bị Hoa Chỉ nghe thấy, cô ta vẫn kiêu ngạo không chịu nói chuyện với Hoa Chỉ. Hoa Chỉ vừa muốn chạy theo dỗ dành thì bị Tam phu nhân kéo đi, Tam phu nhân mắng nàng hầu của Hoa Chỉ. Niệm Thu, quá ngốc, ngay dưới mắt mình còn tính sai, chẳng lẽ ta phải tự mình tức chết vì một cái khay này sao? Và Niệm Thu cũng không cố ý tính nhầm, càng sợ thì càng sai thì càng sợ hãi. Nhìn Niệm Thu đáng thương, cùng với Nhị Thẩm bận rộn với sổ sách đến đau đầu, Hoa Chỉ cũng không biết phải làm gì, một mình ngồi dại ở sân tập. Yến Tích thấy vậy đến ngồi cạnh cô, còn ân cần đắp áo khoác của mình lên người cô, ta có thể tựa vào một lát không? Nhìn Hoa Chỉ tựa vào vai, Yến Tích biết mình không thể cho cô bất cứ thứ gì, tiếp tục đi về phía trước chỉ có thêm sự lừa dối, nhưng lại có thể làm gì được chứ? Ít nhất là bây giờ có thể cho cô một chút hơi ấm. Theo ta, nếu không được thì cứ để những sổ sách này cho đại cô nương tính, ta cũng bận không xuể, cứ ném cho Chỉ Nhi, cô ấy làm sao có thể biến ra được ba đầu sáu tay chứ? Lúc này, nhị phu nhân bỗng nhiên sáng suốt, gọi nha hoàn lén lút đi tìm Hạ Minh của nhà họ Hạ. Hạ Minh trước đây là nô bộc trong nhà mẹ đẻ của bà. Từ nhỏ theo bà học cách quản lý sổ sách, sau khi bà kết hôn vẫn giới thiệu Hạ Minh làm nhị trưởng quầy. Cô ấy tìm Hạ Minh đến để giúp mình tính toán thật là thích hợp, chỉ là không biết Hạ Minh bây giờ có đáng tin cậy không. Trong khi đó, Thẩm Hoán và một số người khác đã nhầm Dược Dược là Hoa Chỉ, cố ý tiến lên định bắt nạt và trêu chọc cô. Khi biết nhóm người này muốn bắt nạt Hoa tỷ, Dược Dược tức giận tiến lên, không nói hai lời đã rút kim bạc ra và châm trích một trận. Cô không phải là Hoa Chỉ, nhớ kỹ này, ta tên là Dược Dược, ngươi nếu dám bắt nạt Hoa tỷ của ta nữa, ngươi thử xem. Thẩm Hoán và bốn người khác sợ hãi quay đầu chạy trốn, Thẩm Hoán mất mặt trước bạn bè, cả ngày không thể quên được cô gái ngốc nghếch mà hung dữ kia. Ngày hôm sau, anh ta lại tìm đến cửa hàng của nhà Hoa, Dược Dược tưởng rằng đối phương lại đến bắt nạt Hoa tỷ, liền lén lút bỏ thuốc vào bánh mà họ mua, đồng thời thả lỏng lẻo ngựa của họ, con ngựa của ta, chạy nhanh lên nào, con ngựa có thể bị mất đấy, sau một hồi như vậy. Mặt của Thẩm Hoán bị phất ban đỏ, anh ta và một số bạn bè muốn trả thù giúp anh ta, liền bàn bạc đưa Dược Dược đến quán rượu để chơi một trò. Thẩm Hoán cảm thấy không đúng và không đồng ý, ba người liền lén lút tìm đến Dược Dược, lừa cô rằng Thẩm Hoán từ khi bị cô châm đã phát ban đỏ, sốt cao không giảm và sắp không qua khỏi. Dược Dược nghe vậy liền theo ba người đó định đi cứu Thẩm Hoán, những người nha hoàn thấy Dược Dược biến mất liền vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng vừa lúc bị Thẩm Hoán nghe thấy, anh ta liền cảm thấy không lành. Lúc này ba người đã dẫn Dược Dược đến quán rượu, Dược Dược nhận ra không đúng nhưng bị ba người kéo lên mạnh bạo, chơi một chút thôi mà, thôi đi. Chọc chọc cô ấy một chút thì sao, cùng nhau chơi một chút đi mà. Thẩm Hoán muốn bảo vệ Dược Dược nhưng lại yếu đuối, bị ba người đánh đập một trận. Sau khi mọi người đánh xong thì bỏ đi, nhóm người đó đã đi xa rồi, cô cũng nhanh chóng về nhà thôi. Lần trước cái kim đó đâu rồi, cô không phải rất giỏi sao? Chỉ biết châm ta à, không mang theo, chỉ hôm nay không mang theo, được rồi, đừng khóc nữa, sau này ta chắc chắn sẽ mang theo hàng ngày, không thể quên mang nữa. Khi xem những bộ phim truyền hình mà nam nữ chính đều mở miệng chê bai, thực sự là một cảm giác thú vị như thế nào đối với Tuyến Vũ. Cô Yến Tích đến nhà họ Hoa với mục đích, nhưng dần dần bị hấp dẫn bởi đại cô nương của nhà họ Hoa. Và khi mối quan hệ giữa họ càng trở nên thân thiết, Hoa Chỉ càng nghi ngờ về thân phận của cô Yến Tích. Cô ấy không hỏi trực tiếp, chỉ cảm thấy rằng một ngày nào đó nếu cô Yến Tích muốn nói, anh ấy tự nhiên sẽ kể cho cô ấy biết, ta mồ côi mẹ từ nhỏ, cha ta tái hôn. Từ nhỏ ta được dì dượng dạy dỗ, cô Yến Tích cũng muốn kể cho Hoa Chỉ nghe về câu chuyện và nguồn gốc của mình, nhưng lại lo sợ rằng sau khi nói ra, họ sẽ không thể vui vẻ như hiện tại nữa. Sau khi quay về, anh ấy hỏi Trung Thúc, bên cạnh cụ Hoa ngày xưa có một cô bé khoảng 7-8 tuổi làm đồ đệ không? Trung Thúc lo lắng rằng điều này sẽ gây rắc rối cho Hoa Chỉ, nên đã nói dối rằng bên cạnh cụ Hoa chỉ có một mình ông. Anh ấy nhắc nhở Hoa Chỉ rằng lòng người khó đoán, cần phải cảnh giác với cô Yến Tích. Trong một khoảng thời gian sau đó, với sự giúp đỡ của cô Yến Tích, Hoa Chỉ đã mở một lớp học về kinh doanh từ miệng của cô Yến Tích. Mọi người hiểu được thế nào là phương Bắc, ai nấy đều khen ngợi cô Yến Tích có năng lực. Để làm cho các em nhỏ nhà họ Hoa tự trọng và tự tin, cô Yến Tích đã cho các em tập hợp lại chạy quanh thành phố từ sáng sớm, vừa chạy vừa học thuộc lòng. Ban đầu, các em cảm thấy xấu hổ, ngẩng đầu, tự tin lên, nói to hơn, cảm thấy mất mặt, bây giờ không ở trong gia đình quan lại nữa mà đã trở thành thương nhân, không dám ngẩng đầu lên. Thấy em gái nhỏ tuổi vẫn tự tin trước mặt người khác, mọi người cũng bắt đầu theo sư phụ chạy lên. Dưới sự giáo dục của Hoa Chỉ, trường học nhà Hoa còn mở các khóa học về mổ xẻ, canh tác và nhiều kỹ năng khác, thực sự thực hiện được nội dung của bài học trực tiếp. Hoa gia thứ nữ nghe nói nhà mình mở trường học, cũng gửi con trai về học, vì gia đình Hoa sa sút, Nhị Thẩm cũng biết rằng cuộc sống ở nhà chồng không dễ dàng. Tuy nhiên, người đáng thương nhất vẫn là Thẩm Hoán, vì cứu Dược Dược mà ban ngày vừa bị đánh một trận. Biết em gái bị bắt cóc, cô Yến Tích tức giận, trực tiếp cho người của Thất Tư Ti đánh một trận những kẻ đã bắt nạt em gái. Đối với Thẩm Hoán, mặc dù anh ấy đã cứu được em gái, nhưng mọi chuyện cũng bắt đầu từ anh. Hơn nữa đối phương còn chửi Hoa Chỉ, anh là Thẩm Hoán, đúng không? Đúng vậy,
anh định bắt nạt Hoa tiểu thư nhưng lại nhầm người, còn bị châm, anh biết từ đâu. Hôm sau, người dưới quyền Cố Yến Tích báo cáo, phát hiện ma ma của hoàng hậu hôm nay ra khỏi cung và đã để bảo vật ở tháp hương của ngôi chùa. Và không bao lâu sau, ma ma của bà ngoại nhà Hoa cũng đến chùa. Giả vờ lên chùa cầu phúc để lấy đi bảo vật, bà ngoại mở hộp ra vui mừng nhưng phát hiện bên trong trống không, không có thư tử. Cảm thấy có điều không lành, ngay lập tức gọi Hoa chỉ đến, yêu cầu cô giúp mình tịch thu lại những bức thư trong những năm qua. Trong 40 năm, đây là lần đầu tiên hộp trong chùa trống rỗng, bà ngoại đoán rằng có người biết được mối liên lạc giữa bà và hoàng hậu ma ma. Những bức thư này chắc chắn không thể giữ lại được, vì vậy mới nhờ Hoa chỉ tịch thu một bản để giữ làm kỷ niệm. Đêm đó, Hoa chỉ đang tịch thu thư, bỗng nhiên nghĩ đến Cố Yến Tích, liền chạy đến sân tập muốn gặp anh. Nhưng vừa lúc thấy người hầu đang báo cáo cho Cố Yến Tích, cô nhận ra người này là một trong Thất Tư Ti. Biết được sự thật, Hoa chỉ quay người bỏ đi nhưng bị người của Thất Tư Ti phát hiện, có người, là Hoa chỉ. Hoa chỉ đi được vài bước thì dừng lại, nắm chặt tay rồi bước vào sân đối mặt, bên ngoài lạnh, vào trong nói chuyện đi, anh định giết ta sao? Hoa chỉ bảo anh sau này khi dọa người phải rút dao ra, đừng chỉ nói miệng. Cô biết rõ Cố Yến Tích không sẽ làm hại mình, và quả nhiên Yến Tích nói với cô rằng anh đến nhà họ Hoa để điều tra những bức thư mật mà Hoàng hậu ma ma gửi đi. Biết được những bức thư đều do Hoàng hậu ma ma viết, Hoa chỉ dẫn Cố Yến Tích đến phòng mình. Khi chứng kiến những bức thư mật, Cố Yến Tích rất ngạc nhiên vì bên trong không hề có điều gì đáng xấu hổ. Chỉ là những tâm sự giữa hai người bạn thân từ thuở nhỏ, Hoa chỉ cũng hiểu rõ ý đồ của bà ngoại khi yêu cầu mình tịch thu chúng. Yến Tích ở trong phòng đền bù cho cô cho đến tận sáng, sau khi Hoa chỉ tịch thu xong, anh mới mang những bức thư này vào cung để yết kiến hoàng đế. Sau khi xem xét những bức thư, hoàng đế cảm thấy rất buồn cười, hoàng hậu ma ma ở cái tuổi này vẫn tốn công sức gửi thư, cuối cùng chỉ để trò chuyện phiếm. Ông nhắc nhở cháu trai rằng trong việc làm phải quyết đoán, không được như hoàng hậu ma ma quá nhiều tình cảm và mẫn cảm. Nghe nói anh ở nhà họ Hoa để điều tra chuyện của hoàng hậu ma ma, Cố Yến Tích lập tức giải thích rằng mình đến nhà họ Hoa còn để điều tra về vụ hỏa hoạn lớn tại phủ Lăng Vương năm xưa. Sự chân thực của Yến Tích khiến hoàng đế rất hài lòng, muội nói anh trai muội là người như thế nào? Anh trai ta rất kỳ lạ, anh ấy đối xử với tỷ không giống như với người khác, khác ở chỗ nào? Anh ấy thích nói chuyện với tỷ. Cố Yến Tích phát hiện ra sự thật về vụ hỏa hoạn lớn năm xưa tại vương phủ, kẻ đã giết chết vương phi trước kia chính là cô ta, vậy thì huynh chỉ vì tiền. Ta cũng có thể nuôi ta, Cố Yến Tích nói với Hoa chỉ. Bản thân ở lại Thất Tư Ti không phải vì tiền, mà là để báo ân. Hoa chỉ hơi nhõng nhẽo một chút, Cố Yến Tích thấy vậy nói rằng mình đến nhà Hoa không chỉ để điều tra vụ án mật thư của Thái Hậu, mà còn để tìm ra sự thật về vụ hỏa hoạn lớn tại vương phủ năm xưa. Anh hỏi về người thư đồng bên cạnh Hoa Công năm đó, Hoa chỉ lại nói ông nội bên cạnh từ trước đến nay chưa bao giờ có thư đồng, từ nhỏ cô đã theo bên ông nội. Cố Yến Tích mới nhận ra, người thư đồng mà mình luôn muốn tìm chính là Hoa chỉ, thì ra là cô. Anh hỏi Hoa chỉ một cách hứng thú, còn nhớ không người ma ma dẫn cô ra khỏi vương phủ năm đó trông như thế nào? Thời gian quá lâu Hoa chỉ không nhớ nữa, nếu ta nhớ ra điều gì, ta nhất định sẽ nói cho huynh biết. Nếu huynh muốn rời đi, cũng nhất định phải nói trước với ta. Nhưng ta là người của Thất Tư Ti, các cô không sợ ta. Huynh có gì đáng sợ? Hoa chỉ tin tưởng bản thân mình một cách vô điều kiện, Cố Yến Tích rất vui mừng. Đồng thời, Thực Dược cảm thấy Thẩm Hoán coi như bạn bè, liền tử tế đến thăm anh, còn mang thuốc cho anh, điều này càng làm cho Thẩm Hoán dần dần ấm áp với Thực Dược. Khi Thực Dược trở về, cô gặp công nhân của nhà máy sản xuất thuốc súng đang làm loạn ở cổng, đòi nhà họ Hoa trả lương và bồi thường. Họ là những kẻ xấu xa, chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm, không trả tiền lại còn đánh người. Sau khi hỏi cho rõ, mới biết tất cả những người này đều là những người làm việc cho gia đình họ Hoa, họ bị thương không những không được bồi thường, mà tiền công cũng chưa được trả từ lâu. Sau khi kiểm tra sổ sách mới biết, nguyên nhân là do tam phu nhân nhà họ Hoa tìm người làm sổ sách giả, người đó là Hạ Minh đã lấy hết tiền đi chơi bời. Làm ăn từ sáng sớm tới tối mịt mới kiếm được một ít tiền, bây giờ lại bị lừa sạch sẽ. Không biết bao giờ mới có thể dành dụm đủ tiền để chuộc lại những người đàn ông trong nhà từ phương Bắc trở về. Tam phu nhân hối hận không nguôi, ta đã mắc phải sai lầm lớn, không ngờ ta đã gọi sói vào nhà. Hoa chỉ đã dùng số tiền ít ỏi còn lại trong nhà để trả lương và chi phí y tế cho công nhân. Với lòng nhân từ như vậy, công nhân cũng đều rất biết ơn. Chỉ có mình tam phu nhân lặng lẽ khóc, không lâu sau bắt được Hạ Minh đang trốn chạy. Cứ chạy đi, chạy tiếp xem. Tam phu nhân cảnh báo Hạ Minh và người tình của anh ta ở lò gốm, nếu không trả lại tiền, sẽ lập tức bắt họ giao cho quan phủ, thậm chí không cho vào mộ tổ. Sau khi giải quyết xong, bà mới nhớ đến việc phải kiểm kê sổ sách, nếu không thì cũng không biết Hạ Minh đã tham ô bao nhiêu tiền. Nhưng khi tam phu nhân định thức khuya kiểm kê, lại phát hiện ra nha hoàn Niệm Thu đã giúp bà kiểm kê sổ sách. Tam phu nhân có miệng lưỡi như dao nhưng lòng dạ như đậu hũ, cuối cùng mới nhận ra lòng tốt của Niệm Thu. Cô nghĩ ta là ai từ khi mới sinh ra? Cô có thể tính toán bằng bản tính này không, cũng là được học ra từ những trận đòn. Hồi nhỏ, sai một bước lại bị đánh 10,
Mùa đông giá rét, tay đầy vết nứt, mãi không lành. Đến khi nào cô không bị đánh nữa, cô mới thực sự học xong. Còn không nhanh ngồi xuống đây, cùng ta tính toán. Sau sự việc này, Tam phu nhân cũng không còn mặt mũi gì để quản lý sổ sách nữa, liền dự định chủ động xin từ chức và giao sổ sách. Nhưng Hoa Chỉ không để bụng chuyện cũ, vẫn tin tưởng Tam phu nhân. Tam phu nhân rất cảm động. Mặt khác, cô Yến Tích dựa vào chuyện công nhân nhà máy thuốc súng, đột nhiên nhận ra manh mối quan trọng của vụ hỏa hoạn năm xưa. Quả nhiên, anh ta dựa vào manh mối này tìm được người ma ma ngày xưa đến vương phủ gửi đèn hoa. Sau một cuộc thẩm vấn với ma ma, anh ta biết được người hại chết mẹ mình chính là dì Tiêu. Ngay lập tức quay về vương phủ để bắt nàng. Sau khi sự việc bại lộ, dì Tiêu cũng nói ra sự thật ngày xưa. Cô ta vì tình yêu biến thành hận thù, ghét bản thân chỉ là một kẻ tiểu thiếp, ghét Vương Phi dù không yêu Vương gia nhưng lại là người được cưới chính thức. Khi cha và anh trai của Vương Phi mưu phản, dì Tiêu lo lắng Vương Phi sẽ liên lụy đến Vương gia, biết rằng Vương gia chắc chắn sẽ không nỡ lòng mà tha cho Vương Phi. Vậy thì, hãy để ta làm việc này. Chỉ cần cô ấy chết, Vương gia sẽ an toàn. Rằng Nhu tỷ tỷ cũng không thích Vương gia, cô ấy không quan tâm, không muốn sau khi chết cùng được chôn cùng với ông ấy. Vậy thì hãy để cho ta. Nhưng khi ngọn lửa lớn bùng lên, dì Tiêu đã hối hận, cô ta đã lao vào cứu Thực Dược, nhưng Vương Phi thì mãi mãi chết trong biển lửa. Một mạng đổi một mạng, vì dì Tiêu đã cứu Thực Dược, cô Yến Tích quyết định để cô ấy ở tù chung thân, mãi mãi không bao giờ được ra ngoài. Ngày hôm sau, nhà họ Hoa đón một cô đại tiểu thư, là đại tiểu thư của nhà họ Hoa. Hoa Tịnh vừa đến đã làm mẹ mình tức giận đến chết lặng. Con thậm chí nghĩ đến việc gửi nha hoàn trong phòng của cháu gái mình cho chồng mình làm tiểu thiếp. Con cũng nghĩ ra được chuyện điên rồ như vậy. Một nha hoàn chỉ là một nha hoàn mà thôi. Ta mua với giá vài chục quan tiền, ta còn thấy đắt. Cuối cùng bà chỉ là thiên vị Hoa Chỉ, không đặt con gái mình vào mắt mà thôi. Bà ngoại tức giận đến nỗi nôn ra máu. Đại tiểu thư hợp pháp của nhà họ Hoa thật sự quá làm người ta tức giận, được nuôi dưỡng thành người bằng thìa vàng bởi bà ngoại, còn không bằng một kẻ ngốc được nhặt về giữa đường có lòng hiếu thảo. Ta đi xa lắm mới đến đây, bà không chịu cho ta, còn nói với ta về sự cảm thông nữa. Ta thấy hôm nay bà là muốn ta quay về, lại bị đánh một trận nữa đấy. Bà này đang cắt trái tim ta, con gái cho rằng là nhà mẹ đẻ sụp đổ kéo theo mình. Chồng và gia đình cô ta mới có thể đè đầu cưỡi cổ mình, bây giờ nhà họ Hoa dưới sự cố gắng của Hoa Chỉ mới bắt đầu sống những ngày tốt đẹp. Hoa Tịnh quay về lại đòi tiền đòi người, thấy mẹ không đồng ý với mình, Hoa Tịnh liền trách móc mẹ bất công, nói rằng mẹ có lòng dạ độc ác. Bà nội bị tức giận đến mức huyết áp tăng vọt, Hoa Tịnh tức giận rời khỏi nhà mẹ đẻ, chế giễu Hoa Chỉ rằng không được bao lâu sẽ không còn phong quang. Nói xong còn muốn đánh nha hoàn của Hoa Chỉ. Được biết bà nội không thể ăn được gì, Thực Dược vội vã đến làm cho bà nội vui vẻ. Hoa Tịnh, cô gái này được cưng chiều từ nhỏ, thật sự là nuôi không đáng. Trái lại với Thực Dược, cô bé dễ thương được nhặt về giữa chừng. Trong chốc lát không còn gì cả, Phất Đông biết mình sắp được đề nghị làm thiếp, khóc lóc tìm đến Hoa Chỉ. Hoa Chỉ bảo cô yên tâm, hơn nữa hợp đồng bán mình của họ đã sớm bị Hoa Chỉ đốt. Ngày hôm sau Hoa Tịnh cùng chồng lại đến nhà mẹ đẻ định đòi người, Hoa Chỉ trực tiếp phản bác cô mẫu, nói rằng Phất Đông một tháng có thể kiếm được 450 quan tiền. Nếu cô phụ muốn cưới Phất Đông vào cửa, dù thế nào cũng phải đưa ra một năm lợi nhuận làm sính lễ. Nghe thấy lời này mặt cô phụ sầm lại, cô mẫu không giữ được mặt. Mắng Hoa Chỉ là cô gái nhà nhà chỉ biết đến tiền, không sợ hủy danh tiếng nhà Hoa. Sau khi nghe xong, Tam phu nhân và Nhị phu nhân cũng bước vào. Lần lượt bênh vực Hoa Chỉ, để cho cháu gái này đi làm thiếp cho cô phụ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, không phải trở thành trò cười của Hoàng đô sao. Tam phu nhân cũng nói Phất Đông bây giờ đã đốt hợp đồng bán mình là tự do, kiêu ngạo lắm, đừng nói là cô. Ngay cả ta và Hoa Chỉ cũng không thể kiểm soát. Cô phụ nghe xong tức chết, đây là gương mặt của trưởng nữ của cô sao, cút đi, muốn giúp cô đứng dậy không? Hai người không để ý đến cô ta và ngồi xuống với thái độ kiêu căng, Hoa Tịnh mặt mày gần như tức tối đến xanh, đòi mẹ phải giải thích cho mình. Thấy mẹ cũng không quan tâm đến mình, cô mới nhận ra, bây giờ trong cả nhà Hoa, Hoa Chỉ mới là chủ nhân. Sau khi Hoa Tịnh đi, bà nội tức giận đến mức ho khan ra máu, nhưng bà giấu không cho Hoa Chỉ và mọi người biết. So với con gái cả ngang ngược, con gái thứ hai lại hiếu thuận hơn nhiều, dù bản thân ở nhà bị chồng đánh đập, cuộc sống rất khó khăn, cũng không muốn làm phiền nhà mẹ đẻ. Biết mẹ mình không khỏe, cô còn đưa ra chiếc ví đã rất ít tiền cho Tam phu nhân, nhờ bà mua một số thứ bổ dưỡng cho mẹ. Cùng là con gái nhưng sự khác biệt như trời với đất. Biết được sự việc này, Hoa Chỉ muốn giúp dì thứ hai giải tỏa cơn giận, nhưng gia đình không nên để chuyện nhà ra ngoài, Tam phu nhân đã ngăn cản Hoa Chỉ. Sau khi Hoa Tịnh trở về, cô bị chồng lạnh nhạt, thậm chí cơm nước mà nha hoàn đưa cho cô cũng là đồ sơ sài. Còn bảo cô trong những ngày tới phải dọn dẹp nhà cửa để dành cho bà cô. Mẹ không giữ được cha, sao lại tức giận với ta, cuối cùng người chịu đựng không phải là ta sao? Không phải, Hoa Tịnh đổ hết hận thù lên đầu Hoa Chỉ, trong khi đó bên này, Dương trưởng quầy có ý định không lành mạnh với Tần Di Nương, hàng ngày ra sức lấy lòng bà. Tần Di Nương hôm đó trở lại nhà họ Hoa muốn thăm con trai, nhưng lại bị bà hai bắt gặp, cô ta rời khỏi nhà họ Hoa với nước mắt nghẹn ngào.
Dương trưởng quầy tận dụng cơ hội mời cô uống rượu, rồi lợi dụng cơ hội bỏ thuốc vào rượu. Khi thuốc phát huy tác dụng, anh ta đã làm cho gạo nấu thành cơm. Tần Di Nương, cô thật là gan lớn đấy. Cảnh này tình cờ bị Hoa Tịnh nhìn thấy, Tần Di Nương quỳ xuống cầu xin chị chồng tha thứ cho mình. Nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, chắc chắn cô ta sẽ không sống nổi. Điều bất ngờ là Hoa Tịnh tại chỗ đã tha cho cô ấy và bảo cô ấy phải nghe lời mình đi làm việc ở nhà họ Hoa. Biết Hoa Chỉ không ở nhà, Tần Di Nương giả vờ bụng đau đi nhà vệ sinh, nhưng lại lẻn vào phòng của Hoa Chỉ, lục lọi tìm và lấy đi áo lót của Hoa Chỉ, dự định theo lời Hoa Tịnh vu khống Hoa Chỉ trong sạch. Tuy nhiên, khi làm được một nửa thì lương tâm cô ta trỗi dậy, đang do dự thì bị nha hoàn bắt gặp. Đại cô nương, là ta không xứng, ta đã mù quáng. Vào lúc này, cô Yến Tích biết được tin Dì Tiêu tự sát trong nhà tù. Tần Di Nương trước khi chết không hề phản bội vương gia, cô Yến Tích lúc này đã đoán ra sự thật của năm đó, là cha cô đã xúi dục nhà của hoàng hậu mưu phản, nhân cơ hội tranh giành ngôi vị thái tử. Sau khi âm mưu thất bại, ông ta lại thoát thân sạch sẽ, lại dùng Dì Tiêu để loại bỏ hoàng hậu trước. Khi con trai vạch trần sự thật của năm đó, cha và con đã đứt quãng. Con muốn tố cáo cha mình, tự vệ bằng cách giết vợ. Con im đi, ta là cha của con. Vào lúc này, hoàng đế sai người mời vương gia vào cung, Yến Tích theo vào cung, nhưng phát hiện cha mình bước ra từ phòng của hoàng đế. Cả hai cư xử như không có chuyện gì, trong khi hoàng đế lại phạt ông ta vào lầu cẩn thận suy nghĩ. Tích Nhi, con vẫn còn quá trẻ, muốn chôn vùi nó, không chỉ có mình ta. Vài ngày trước, việc Tần Di Nương lấy trộm cái yếm của Hoa Chỉ bị phát hiện, sau khi được thẩm vấn mới biết, Tần Di Nương bị Hoa Tịnh ép buộc cố ý gài bẫy Hoa Chỉ, muốn vu khống cô ta không trong sạch. Tần Di Nương khóc như mưa, cảm thấy mình đã phụ lòng Hoa Chỉ, để không làm liên lụy đến con. Tần Di Nương không nghĩ suy liền nhảy ra khỏi sân, nhảy xuống giếng tự tử, dù được cứu lên nhưng cô vẫn muốn chết, vào thời điểm quan trọng. Tiếng gọi mẹ của con trai đã đánh thức cô, con không muốn mẹ chết, mẹ à, con gọi mẹ là gì? Mẹ ơi đừng chết, con không muốn mẹ chết, con trai, con yêu của mẹ, trước cảnh tượng trước mắt. Hoa Chỉ vội vàng ra lệnh cho nha hoàn che giấu tin tức, chuyện con trai gọi mẹ tuyệt đối không được để nhị phu nhân biết. Sau sự việc, Tần Di Nương dưới sự nhắc nhở của Hoa Chỉ, cẩn thận xem xét lại và phát hiện mình đã bị Hoa Tịnh cùng trưởng quầy tính kế, do đó ngày hôm sau theo lời Hoa Chỉ, Tần Di Nương gửi vật chứng cho trưởng quầy nói rằng mình không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bản thân có thứ quý giá hơn kho báu nhỏ và sẵn lòng bỏ trốn cùng trưởng quầy. Trưởng quầy nghe thấy có tiền, quyết định giết người cướp của trên đường, tối đó liền đến địa chỉ đã hẹn với Tần Di Nương, quả nhiên tìm được một túi vàng bạc châu báu, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã bị người của nhà Hoa bắt giữ. Trưởng quầy mềm mỏng, chỉ cần Hoa Chỉ hơi dọa đã khai ra Hoa Tịnh, biết được những thuốc mê bị cấm là do chồng Hoa Tịnh cung cấp, Hoa Chỉ ngày hôm sau liền báo quan và đột kích tiệm thuốc của anh ta. Lý lão gia tức giận khi nghe tin, biết được là vợ mình chống lại Hoa Chỉ làm ảnh hưởng đến bản thân, ông ta trực tiếp đến trước mặt Hoa Tịnh và đánh cô ta một trận, nếu tiệm của ta mất, cả nhà họ Hoa bán đi cũng không đủ bồi thường, đồ tiện nhân, phá hủy cái bát của nhà họ Tống, cô cút khỏi nhà họ Tống đi, chồng đánh vợ, con trai lại trốn ở một bên không quan tâm. Điều này càng kích động Hoa Tịnh, cô trực tiếp quay về nhà mẹ đẻ và trước mặt mẹ mình, đổ lỗi là do Hoa Chỉ kích động chồng đánh mình. Hoa Chỉ biết cô ấy lại làm bà nội tức giận, vội vàng chạy vào, nhưng cô gái điên này lại đổ ngược lại, kẻ trộm la làng đổ tội ăn cắp cái yếm và những hành động bẩn thỉu khác lên đầu Hoa Chỉ. Bà nội tự nhiên biết con gái mình là người như thế nào, bà đau lòng không phải vì những hành động xấu xa mà con gái mình có thể làm, mà vì con gái mình mà bà đã khổ sở sinh ra và tự tay nuôi lớn, lại có thể làm những chuyện như vậy. Nhưng cô gái điên này lại nói trên không đúng dưới cũng lệch, mắng mẹ mình tự chuốc lấy hậu quả xấu. Miễn là ta còn sống một ngày, ta sẽ rủa xả bà, ta rủa xả tất cả mọi người, đời này. Bà sẽ không bao giờ chờ đến, ngày đoàn tụ, cô ta rủa xả cha mình đang bị lưu đày ở phương Bắc sớm chết đi. Nguyên rủa mẹ mình nên xuống âm phủ trước để mở đường cho mình, Hoa Chỉ tức giận đẩy cô ta ngã xuống đất, bà nội cũng bảo cô ta cút khỏi nhà, cút đi cho ta, sau khi cô ta đi. Bà nội liền ói ra máu tươi, Lang Trung cùng Thực Dược nhìn thấy cũng bất lực, bà nội số phận đã hết, trước khi Lâm Trung đã gọi Hoa Chỉ vào phòng riêng, trao cho Hoa Chỉ ấn phong của nhà họ Hoa. Bà nội rất đau lòng cho cháu gái, mình mang trên người một gánh nặng lớn như vậy, bảo cô ấy khi gặp đúng người đừng bỏ lỡ. Sau khi để lại di nguyện, bà nội đã thấy ánh sáng cuối đời và qua đời. Hoa Chỉ thông báo tin tức về sự ra đi của bà nội cho mọi người, trong nhà một thời gian tràn ngập tiếng khóc, chỉ có một mình trong sân không rơi nước mắt, đó chính là Hoa Chỉ. Cô ấy không có thời gian để khóc, bà nội ra đi quá vội, cô ấy cần chuẩn bị một tang lễ đàng hoàng, hơn nữa còn phải báo thù. Bà nội đã mất, Thực Dược vừa buồn bã vừa tự trách, cô nghĩ rằng bản thân mình đã rất giỏi về y thuật, nhưng vẫn không thể cứu sống bà nội, cô gái ngốc đã đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Lần đầu tiên tổ chức tang lễ, Hoa Chỉ làm mọi việc rất chu đáo và toàn diện, trước đây, người thân và bạn bè vì nhà họ Hoa suy sụp, ai nấy đều tránh xa, không đến thăm, thậm chí để đến thăm nhà họ Hoa, một lần nữa bị cha mình mắng chửi. Khi mọi người tránh xa nhà họ Hoa, một nhân vật quan trọng đã đến, ai vậy, nhìn là biết ngay là người của gia đình lớn, Thái Hậu đã đến.
Mọi người lùi lại ba bước, ai đến? Thái hậu, Uyển muội muội à, không ngờ lần gặp lại chúng ta lại là trong hoàn cảnh này. Khóc trước bài vị của người bạn cũ, nhìn thấy Hoa Chỉ và gia đình họ, sự đồng cam cộng khổ, gặp gỡ trong khó khăn, tốt hơn nhiều so với gia đình hoàng tộc, Thái hậu rất cảm kích và khen ngợi Hoa Chỉ không phải dạng vừa, kể từ sau khi Thái hậu đến, những người thân trước kia trốn tránh, mỗi người đều đến chia buồn, những kẻ thấy gió là đổi chiều, bà nội đã mất, thực sự khóc rất đau buồn. Thẩm Hoán đến an ủi cô, không lâu sau dì ghẻ cũng đến, chỉ có Hoa Tịnh, người mà bà nội yêu thương nhất khi còn sống, không đến. Bách Lâm là nam nhi lớn nhất của nhà họ Hoa hiện nay, bà nội không còn nữa, Hoa Chỉ yêu cầu anh đại diện cho gia đình họ Hoa đến báo tang cho Hoa Tịnh, làm sao mà chết được nhỉ? Không phải chỉ nói vài câu sao, làm sao mà chết được? Hoa Tịnh lo lắng Hoa Chỉ sẽ đến tính sổ với mình, nghĩ dù thế nào cũng không thể quay lại chia buồn. Chồng cô cũng oán giận Hoa Chỉ, không định đến nhà họ Hoa đưa đám chút vải vóc, chết một bà lão tính là cái gì, ta mong muốn là gia đình họ Hoa chết sạch. Đúng lúc này, từ bên ngoài phủ truyền đến tiếng báo tang của Bách Lâm, cô phụ và cô mẫu không mở cửa, Hoa Bách Lâm liền ở bên ngoài tiếp tục báo tang, người qua đường đều chỉ trỏ vào gia đình họ. Bá phụ lo sợ mình bị tố cáo với tội không có hiếu, sau này ảnh hưởng đến sự nghiệp của con cháu nhà họ Tống, liền đuổi Hoa Tịnh ra ngoài, bảo cô ta giải quyết mớ hỗn độn của nhà họ Hoa. Hoa Tịnh đành phải cùng cháu trai lớn về nhà mẹ đẻ, nhưng vừa định bước vào cửa đã bị Hoa Chỉ chặn lại ngoài cửa, Hoa Chỉ ném chiếc ghế che xuống đất, bảo Hoa Tịnh quỳ ngay trên đường phố này để thức tỉnh cho bà nội, không cho phép cô ta bước vào sân một bước, cô dựa vào cái gì không cho ta vào. Ở ngoài thức tỉnh, thấy vậy, Hoa Chỉ trước mặt hàng xóm láng giềng, nói ra tất cả tội lỗi mà Hoa Tịnh đã phạm, cô vì muốn làm hài lòng cô phụ, cưỡng đoạt nha hoàn của ta, ba lần bảy lượt gây rối, khiến bà nội bệnh nặng không dậy nổi, cô thấy hại người không cảm thấy gì, lại còn nói tục nói bậy, gây hấn, khiến bà lão tức mà chết, với cách cư xử như cô xứng đáng được gọi là người không. Ta bảo cô quỳ ở đây, thức tỉnh cho mẹ đẻ của cô, có gì quá đáng đâu. Người dân nghe xong cũng lên tiếng chỉ trích Hoa Tịnh, Hoa Tịnh thấy vậy nói rằng Hoa Chỉ đang bịa đặt, không ngờ đối phương trực tiếp đưa ra bằng chứng cô ta bỏ thuốc. Danh tiếng của Hoa Tịnh hoàn toàn bị hủy, nhìn Tần Di Nương đang ẩn mình bên trong, cô ta đã dội toàn bộ nước bẩn lên người bà. Nước bẩn, chứng kiến con gái mình bị Hoa Tịnh xô ngã trong lúc cãi vã, Tần Di Nương hoàn toàn bùng nổ, ngay giữa phố xé rách quần áo của Hoa Tịnh, chỉ lộ ra cái yếm bên trong, lúc này cô ta như chuột qua đường, sau khi để lại lời đe dọa đã vội vã chạy trốn. Hoa Chỉ, người giữ ấn phong của nhà họ Hoa hiện tại, đã công khai cắt đứt quan hệ với Hoa Tịnh và con cái cô ta với nhà mẹ đẻ. Đồng thời trong cung, thời gian Cố Yến Tích bị cấm túc đã kết thúc, hoàng đế đã hạ mặt đến thăm anh, ông biết cháu mình đã bị uất ức. Hơn nữa từ nhỏ Yến Tích cũng do ông nuôi nấng, vì vậy hoàng đế quyết định sẽ giúp anh ta đòi lại công bằng. Khi Yến Tích trở về phủ vương, anh đã mắng cha mình vì đã vì quyền lực mà trở nên lạnh lùng, vô tình, người của nhà Cố đời này qua đời khác. Chỉ sinh ra quái vật, con thực sự nghĩ rằng trên đời này có người phụ nữ nào sẽ thực sự yêu một tư sử của Thất Tư Ti không? Con sinh ra trong nhà Cố, nên biết rằng trong đời này, điều con cần là gì, Cố Yến Tích đang chìm trong suy tư. Nhưng sau đó anh đã nghe được tin bà lão nhà họ Hoa đã qua đời vài ngày trước từ miệng thuộc hạ, anh lo lắng liền vội vã đến nhà họ Hoa. Sau khi đã đến viếng bà lão nhà họ Hoa, nhưng phát hiện Hoa Chỉ không ở đây, vì vậy anh lập tức chạy đến sân huấn luyện và phát hiện cô ấy đúng là ở đây. Anh yêu Hoa Chỉ, vì vậy quyết định không giấu giếm nữa, chủ động tiết lộ tất cả bí mật của mình, việc mình sinh ra trong hoàng gia, cũng như mục đích ban đầu khi đến nhà họ Hoa. Vậy người tịch thu cả gia ta, lưu đày tất cả nam nhân trong gia đình ta, là huynh, là ta, người khiến ta bị đánh 10 gậy, cũng là huynh. Người trả lại bản thảo sách của ông ta cho ta, là huynh, người cứu ta khỏi tay của kẻ ác, cũng là huynh, tất cả đều là ta. Thực ra huynh có thể, không cần phải nói cho ta biết những điều này, nhưng ta không muốn giấu giếm cô, dù sau này cô có không muốn gặp ta nữa, hoặc ghét ta tận xương, ta không ghét huynh, ghét hay không là chuyện của cô, ta thực sự có lỗi với cô, huynh thực sự có lỗi với ta. Ta là người nhớ thủ lâu, huynh sau này phải đối xử tốt với ta một chút. Cô Yến Tích ôm Hoa Chỉ vào lòng, ôm chặt lấy cô, chỉ cần sau này Hoa Chỉ không đuổi anh đi, anh sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa cô. Đúng lúc này, bên trong phủ vương bất ngờ có thái giám từ cung đến, nói rằng để xin lỗi, Yến Tích thế tử đã đặc biệt gửi đến cho họ một ít bánh ngọt. Nhưng vương gia ngay lập tức nhận ra đây là hoàng đế gửi đến, từ cung đi một đoạn đường xa như vậy, khó nhọc lắm, thưởng cho ngươi ăn một cái. Kể từ khi bị Tần Di Nương xé rách quần áo giữa phố, Hoa Tịnh đã khóa mình trong nhà và không dám ra ngoài. Nghe tin này, chồng cô đã đá văng cửa và mắng cô là hàng rẻ mạt, trần truồng giữa phố, làm sao cô còn mặt mũi sống tiếp, mọi người đều đã thấy. Mặt mũi nhà họ Tống đã bị cô làm mất sạch, Hoa Tịnh nhặt lên tờ giấy thư chồng ném cho mình, hóa ra là một lá thư ly hôn, cô hoảng sợ, lập tức quỳ xuống cầu xin chồng đừng bỏ mình. Chàng không phải muốn cô phất đông sao, ta sẽ đi lấy cô ấy cho chàng ngay bây giờ, không chỉ phất đông, mà cả bốn mùa xuân hạ thu đông, ta sẽ đem tất cả về cho chàng. Chồng không muốn dính líu gì đến cô điên này nữa,
ra lệnh cho Hoa Tịnh phải dọn dẹp nhà trước khi trời tối, nếu không sẽ giết cô. Con trai đến rồi, Hoa Tịnh lập tức tiến lên để con trai thuyết phục cha giữ mình lại, nhưng con trai lại nói, mẹ cứ đi đi, cha không cần mẹ nữa. Tâm hồn cha không nói không cần con, dù sao con cũng mang họ Tống, vẫn là con trai của cha, mẹ đừng cố chấp ở đây làm gì, làm khó con. Thật là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, lời nói của con trai một lần nữa đã làm tổn thương người mẹ điên này. Cô đã đổ hết tất cả lên đầu Hoa Chỉ, và bây giờ cô nghĩ ra một cách độc ác, chỉ thấy cô điên cuồng đến cửa nhà Hoa vào đêm khuya. Các người không cho ta đường sống, ta cũng không để yên cho các người. Dù thành ma, ta cũng không bỏ qua các người. Danh tiếng ta, Hoa Tịnh, đã hôi thối, các người cũng sẽ như vậy. Không bao lâu sau, Trung Thúc Định đi tuần đêm để kiểm tra xem cửa đã đóng chặt chưa, ngăn Hoa Tịnh lại đến gây rối, làm hại Hoa Chỉ. Trời ơi, mở mắt ra đi, sao không thu những người này đi? Đêm khuya sương nặng, cô Yến Tích liền tiếp nhận công việc của Trung Thúc, nhưng vừa đến cửa nhà Hoa đã nghe thấy tiếng động bên ngoài. Mở cửa, quả nhiên thấy Hoa Tịnh treo cổ trước mặt. Anh và người dưới quyền đã lấy xác xuống, chết rồi vẫn dám làm hại Hoa Chỉ, cô Yến Tích tự nhiên không để yên cho cô ta. Thế là đêm đó liền treo Hoa Tịnh trở lại trước cửa nhà họ Tống. Mà treo cổ, là cái gì, có thôi không? Người giữ cổng hoảng sợ, vội vàng gọi ông chủ nhà Tống ra ngoài xem. Hoảng cái gì, mày hoảng cái gì, nhìn kìa, ông Tống vốn bình tĩnh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền giật mình đến nghẹt thở, không bao lâu sau nằm trên giường co giật, chảy đầy nước dãi. Trong khi còn thoi thóp, có người hầu đến báo, nói khắp nơi đồn ông Tống giết vợ, và rồi, hơi thở cuối cùng cũng bị giật mình mất. Hoa Chỉ lo lắng liệu mình có quá nhẫn tâm không, nhưng cô Yến Tích lại thấy không sao, nếu là anh, chỉ còn tàn nhẫn hơn nữa. Hai người vừa nói chuyện, vừa thì thầm những lời yêu thương. Sau này muội ở đâu, đó chính là nhà của ta. Trong khi đó, những phụ nữ nhà Hoa không rõ nguyên nhân, đều đang nói xấu Tần Di Nương. Hoa Chỉ đã đưa người liên quan ra trước mặt mọi người và kể lại sự việc từ đầu đến cuối. Tần Di Nương bị hai người đe dọa, đòi vào phòng ta lấy vật dụng cá nhân của ta để đặt ta vào chỗ chết. Nhưng Tần Di Nương bản chất tốt bụng, trong thời gian ở phòng ta, rõ ràng có thể lấy trộm đồ và tự bảo vệ mình, nhưng bà ấy không làm vậy. Nói ra, ta nợ Tần Di Nương một ân tình. Đại cô nương, cô làm ta đau lòng quá, từ khi nhà Hoa bị khám xét đến giờ, dù là cô nương, người hầu hay Di Nương, tất cả chúng ta đều là phụ nữ và đều gặp không ít khó khăn, sao lại vô tình vô nghĩa bắt Tần Di Nương đi đến chỗ chết. Vậy nên, trước mặt mọi người, Hoa Chỉ, với tư cách chủ nhà, đã thay mặt Tam Thúc ly dị Tần Di Nương. Thấy Hoa Chỉ đưa giấy ly hôn cho mình, Tần Di Nương khóc lóc thảm thiết định rời đi. Tần Nhị Quế là ai vậy? Tần Nhị Quế chẳng phải là tên riêng của cô sao, cô làm Di Nương lâu quá, đến quên mất tên mình rồi. Chủ nhà gọi cô kìa, Hoa Chỉ không chỉ không đuổi Tần Di Nương đi, mà còn giữ bà lại để giúp quản lý cửa hàng nhà Hoa. Dù cô không còn là thiếp của Tam Thúc nữa, nhưng cô vẫn là người nhà Hoa. Những lời và hành động của Hoa Chỉ đã làm mọi người chứng kiến cảm động, ngay cả nhị phu nhân cũng quay đi lau nước mắt. Thấy mẹ được ở lại, Bạch Lễ không biết phải làm sao. Anh ấy hỏi Thực Dược, nếu một người có hai người mẹ thì phải làm sao? Thực Dược nói đó là chuyện tốt và đã nghĩ ra một giải pháp hay cho Bạch Lễ. Hôm sau, nhị phu nhân không tìm thấy Bạch Lễ nên đã đến hỏi Thực Dược. Thực Dược nói rằng anh ấy đi mua đồ rồi. Bạch Lễ nói, anh ấy có hai người mẹ, là thật sao? Anh ấy nói bừa đấy, trẻ con nói không suy nghĩ, cô đừng tin. Anh ấy lừa ta còn nói, ta thật ghen tị với Bạch Lễ, mẹ của họ thật tốt với họ. Vậy thì Bạch Lễ có hai người mẹ, không phải còn tốt hơn sao? Như ta không có người mẹ nào cả. Lời của Thực Dược khiến nhị phu nhân bừng tỉnh. Huynh từng thích ai đó, không có ai sao? Khi ta mười mấy tuổi đã có, nhưng sau này ta đã tìm thấy cô ấy. Một cô nương khi yêu lần đầu không có kinh nghiệm, cô ấy nói với cô Yến Tích, nếu mình làm gì không tốt, nhất định phải nói với mình, nói ra không sợ cười. Để có thể giao tiếp với cô Yến Tích, cô ấy còn mượn sách tình cảm của muội muội để học, ta còn làm rất nhiều chú thích, huynh có muốn xem không? Ta, thôi không xem đâu. Về phần Thực Dược, cô đã thuyết phục nhị phu nhân cho phép Bạch Lễ nhận mẹ đẻ. Nhị phu nhân suy nghĩ thấy đúng, mình tại sao phải vì chút tư tâm riêng mà chia cắt mẹ con họ. Hơn nữa, được hai người mẹ yêu thương, Bạch Lễ chỉ có thể hạnh phúc hơn. Vì vậy, khi lần sau Tần Di Nương nói chuyện thân mật với Bạch Lễ, bà ấy không còn cản trở nữa, đứng lại, cô chạy cái gì, không thấy Lễ ca nói chuyện với cô à? Đây là ta đi làm thuê ở tiệm, kiếm tiền mua đấy. Kiếm, ta muốn tặng bà, nhị phu nhân quay đầu đi như thể không nhìn thấy gì. Nhìn món quà con trai tặng mình, Tần Di Nương không nói nên lời vì xúc động. Bạch Lễ rất hiểu chuyện, còn lấy ra một món quà tặng cho mẹ đẻ. Đây là cây bút lông do chính tay cậu ấy làm, dành cho mẹ. Mẹ viết chữ đẹp lắm, sau này hãy viết nhiều hơn nhé. Thấy con trai hiểu chuyện như vậy, cả hai người mẹ đều rất cảm động. Tấm lòng của đứa trẻ, làm sao có thể không đón nhận. Thấy Tần Di Nương ngại đeo, nhị phu nhân đã tự tay đeo chiếc vòng cho bà, trông thật đẹp.
Bao nhiêu năm nay, ta đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào lễ ca, sau này, cô không được thiếu một phần nào đâu, được không? Được, đi thôi. Cuối cùng Bạch Lễ đã nhận ra mẹ đẻ của mình. Kể từ khi bà ngoại qua đời, Hoa Chỉ đã thực sự trở thành chủ nhân của gia đình. Thiết kế hộp bí ẩn táo của cô trước đây, bây giờ sau khi thu hoạch càng bán chạy hơn. Đang chăm chú nhìn quả táo mình làm cho cô Yến Tích thì bạn trai đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Huynh cuối cùng cũng trở về rồi, ta nhớ Yến ca ca chết mất, ta nhớ ca ca hơn, còn muội thì sao? Trước mặt đứa trẻ, Hoa Chỉ đỏ mặt. Hai người sau đó cùng thực dược chơi cờ, cố tình để thua nhưng lại bị thực dược chê. Cô ấy mang cờ đi tìm Thẩm Hoán chơi, xin lỗi nhé, lúc nãy ta đi nhầm, định làm gì vậy? Đòi hòa cờ à, lần trước ai nói gian lận là con chó, nhìn thực dược trong sáng vô tư trước mặt, Thẩm Hoán làm sao còn tâm trí đánh cờ. Vào đêm khuya, Tùy Han chạy đến tìm Tam Cữu Mẫu, xin bác giúp đỡ mẹ mình. Hóa ra mẹ cậu lại bị cha đánh, lần này tính mạng còn nguy hiểm. Tên cầm thú ấy, Tùy Han ơi, con là thằng con trai to xác thế, sao con không thể đánh trả cho mẹ? Tùy Han tát vào mặt mình, đạo lý gia phong, dù sao đó cũng là cha mình. Nhị phu nhân cũng nói là không có lý do gì con trai đánh cha cả. Tam phu nhân tức giận, dẫn Tùy An đi tìm nhị cô mẫu để đòi một lời giải thích. Không ngoài dự đoán, họ gặp chiêu trò thành không có người, kẻ đánh người nói dối không có nhà. Khi Hoa Chỉ trở về sau cuộc hẹn, cô được biết chuyện này, hỏi sao Tam Thẩm không đưa nhị cô mẫu về nhà. Nhàn Nhi, người thiếu chính kiến, ta bảo cô ấy về nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, nói là gia tiết không thể lộ ra ngoài. Vô cớ về nhà mẹ ngủ qua đêm, nếu tin đồn lan ra, Tùy Han cũng không thể sống yên được. Lời này cũng có lý của nó, một người phụ nữ đã lấy chồng, sao có thể mãi ở nhà mẹ được. Mọi người đều không nghĩ ra được giải pháp, chỉ cảm thấy phải sống theo phận. Nhưng Hoa Chỉ mang quan niệm cải tiến, cô không chấp nhận số phận mà cũng không tin vào số mệnh, ngay lập tức tuyên bố rằng đàn ông có thể bỏ vợ, phụ nữ cũng có thể bỏ chồng. Ba người cổ hủ nghe xong đều sững sờ, người phụ nữ này làm sao có thể bỏ chồng được. Nếu không thể bỏ chồng thì cũng có thể ly hôn, ý của cô là để cô ấy rời khỏi nhà họ Dương, trở về nhà mẹ đúng không? Đúng vậy, Tam phu nhân cũng cảm thấy điều này không phải. Chúng ta nên để cô Yến Tích đến nhà họ Dương đánh anh ta một trận, để anh ta biết nhà họ Hoa không thiếu đàn ông chống lưng. Vậy đánh xong thì sao? Chuyện này có kết thúc không? Hoa Chỉ cảm thấy biện pháp tốt nhất hiện tại là ly hôn, rời khỏi cái hang ổ ấy mới là giải pháp căn bản. Nhưng cũng không thể nói ly hôn là ly hôn được, như vậy, nhị cô mẫu của cô sẽ sống thế nào? Bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành trò cười sao? Ngay cả mẹ cũng không cho Hoa Chỉ đề cập đến chuyện ly hôn nữa. Tất nhiên là phải ly hôn, ta biết huynh sẽ nói vậy. Với sự ủng hộ của cô Yến Tích, ngày hôm sau Hoa Chỉ dự định một mình đến nhà họ Dương thuyết Hoa Chỉ một mình đến nhà họ Dương. Nếu tối nay ta không trở về, e là phiền huynh phải đến một chuyến. Đừng lo, với cô Yến Tích ở sau lưng, dù chỉ một mình, Hoa Chỉ cũng không có gì phải sợ. Không ngoài dự đoán, ngay khi chồng nhị cô mẫu xuất hiện, ông ta liền nói dối là nhị cô mẫu không khỏe không thể tiếp khách, vậy ta càng phải gặp nhị cô mẫu. Cháu gái, cô phụ ngăn cản Hoa Chỉ gặp mặt nhị cô mẫu bằng mọi cách, nhờ sự thông minh của Hoa Chỉ, sau khi tốn không ít lời nói, cô phụ cũng đành phải chấp nhận. Cô phụ, ta muốn nói chuyện riêng với nhị cô mẫu và biểu đệ một chút. Chăm sóc sức khỏe, đừng nói quá nhiều, mệt mỏi lắm. Vâng, chàng ơi. Trước khi đi, cô phụ cảnh báo nhị cô mẫu đừng nói lung tung. Nhìn thấy nhị cô mẫu đầy vết bầm tím, Hoa Chỉ rất xót xa. Cô khuyên nhị cô mẫu đi cùng mình và ly hôn với cô phụ. Con trai cũng mong mẹ mình thoát khỏi khổ đau. Đứa ngốc, nếu ta đi, hắn sẽ trút giận lên người con. Vậy ta sẽ đi cùng bà. Tuy nhiên, nhị cô mẫu lại lo lắng cho tương lai của con trai. Hoa Chỉ tuyên bố đây là do chính mình chủ động tố cáo, không liên quan đến biểu đệ. Hơn nữa, biểu đệ đến nhà họ Hoa có thể theo học tại trường của gia đình, không ảnh hưởng đến tương lai thi cử. Dù có ảnh hưởng đến tương lai, ta cũng hoàn toàn sẵn sàng. Nghe xong, nhị cô mẫu đồng ý về nhà mẹ và ly hôn. Nhưng khi mọi người vừa chuẩn bị rời đi, cô phụ đã khóa mọi người lại. Để giữ vợ con, ông ta thậm chí còn tính giết Hoa Chỉ. Hoa đại cô nương đến thăm nhị cô mẫu, dự định ở lại vài ngày, không ngờ bị bệnh nặng và không lâu sau thì qua đời. Thật đáng thương, cô phụ kế hoạch này thế nào? Nghe xong, nhị cô mẫu vội vàng nói không đi nữa, cầu xin chàng cho Hoa Chỉ được bình yên. Cùng lúc đó, mọi người nhà họ Hoa rất lo lắng. Tam phu nhân quyết định đến nhà họ Dương xem tình hình, không ngạc nhiên khi bị từ chối. Người ta nói Hoa Chỉ bị đậu mùa không thể gặp gỡ, phải ở lại nhà vài ngày để hồi phục mới có thể về. Phục mới. Tứ Thẩm nghĩ đến việc có thể tìm đến Thất Tư Ti để nhờ giúp đỡ, kẻ xấu thì phải dùng kẻ xấu để trị. Vì thế mọi người đã đến cửa Thất Tư Ti để làm ầm ĩ, hy vọng có thể thuyết phục họ ra tay giúp đỡ. Nhưng Thất Tư Ti không quan tâm đến những chuyện rắc rối gia đình này. Bên này, thấy Hoa Chỉ chưa trở về, nghĩ rằng cô có thể đã gặp rắc rối, không đợi đến tối anh quyết định lập tức đi đến nhà họ Dương. Nhưng bất ngờ nhận được tin từ thầy giáo, nói rằng Hoa Chỉ bị kẹt tại nhà họ Dương.
Tam phu nhân và mọi người không có cách nào khác đã chạy đến Thất Tư Ti để gây rối. Thấy Tam Thẩm và mọi người làm ầm ĩ không giải quyết được gì, cô Yến Tích chỉ có thể tự mình ra mặt khuyên họ rời đi và tự mình đến nhà họ Dương xem xét tình hình. Tam phu nhân không biết cô Yến Tích chính là lãnh đạo Thất Tư Ti, nhưng đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng khá tệ, cho rằng cô Yến Tích về dáng vẻ bề ngoài rất giống với viên chức Thất Tư Ti đã đến nhà họ Hoa hôm đó. Dù sao kẻ đó đeo mặt nạ, không ai nhận ra. Miễn là Yến công tử đeo mặt nạ lên, tỏ ra oai phong, chắc chắn thành công ngay. Xin anh, ta nghĩ chúng ta nên làm thế này, cứu người là quan trọng. Anh đừng lo, lát nữa ta sẽ chỉ cho anh từng bước làm thế nào. Viên chức Thất Tư Ti chắc chắn không ngờ rằng một ngày nào đó mình lại bị người khác dạy cách làm Thất Tư Ti. Trong lúc đó, bác gái đã hoàn thành việc viết giấy ly hôn với sự giúp đỡ của Hoa Chỉ, Tam Thẩm và mọi người cũng đã tới đây, nhưng bị quản gia và Dương Súc Sinh ngăn lại. Cô Yến Tích đeo mặt nạ giả do Tam Thẩm làm sáng lên sân khấu, cứu mạng, mau cho chúng ta ra ngoài, cứu mạng. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Hoa Chỉ, cô Yến Tích vừa lên đã là một nhát dao, nhưng Hoa Chỉ lại nhận ra cô Yến Tích. Nhìn chiếc mặt nạ xấu xí và phù phù trước mắt, Hoa Chỉ cũng ngẩn người, đây còn là huynh mặt nạ của ta không? Quỳ xuống. Sau khi được cứu, Hoa Chỉ đã kiện cô phụ về tội giam giữ người tốt và đánh đập phụ nữ và trẻ em. Dương Súc Sinh quỳ xuống ôm chân cô Yến Tích, nói rằng những người phụ nữ này vu khống mình. Nhưng vào lúc đó, anh ta nhận ra điều gì đó không đúng, bộ quần áo rách nát kia không thể do quan lại của Thất Tư Ti mặc, cộng thêm ánh mắt tránh né, hoảng hốt của Tam Thẩm và những người khác, anh ta bắt đầu nghi ngờ danh tính của cô Yến Tích, cho rằng đối phương đang giả mạo viên chức Thất Tư Ti. Ngay lập tức anh ta sai quản gia đi mời lão gia huyện đến. Chờ đã, đại nhân ơi, xin hãy cho ta xem lệnh bài của quý cơ quan nhé. Xem lệnh bài, anh là cái thá gì chứ? Lúc này, Tứ Thẩm đang ở nhà rất sốt ruột, nếu việc giả mạo Thất Tư Ti bị bại lộ, đó sẽ là tội lớn. Khi biết Dương Súc Sinh đã trực tiếp báo quan, Tứ Thẩm giật mình đến mức bị chảy máu cam và động thai, tứ phu nhân ơi. Tam phu nhân và những người khác không biết thân phận thực sự của cô Yến Tích nên lo lắng vô cùng. Người hầu bão hạ để cứu người, đã cố ý chạy đến Thất Tư Ti kéo người ra giúp. Bà cô à, nói rõ ràng đi, ta phải làm sao mới cứu được. Khi cậu thấy người lớn đeo mặt nạ trong đó, cậu chỉ cần cúi đầu chào và gọi ông ta là tư sử, xong việc. Các người còn tìm người giả mạo tư sử nữa à? Bão hạ quyết định không dám làm như vậy, nếu tư sử biết mình bị người khác nhận nhầm là người khác ngoài đường, mạng nhỏ của mình chắc chắn không giữ được. Thấy bão hạ tức giận, anh ta vẫn miễn cưỡng đến nhà họ Dương. Dương Kỳ thấy nhà họ Hoa lại đưa thêm một quan lại của Thất Tư Ti đến, liền quả quyết người này chắc chắn cũng là hàng giả. Lại thêm một hàng giả, im đi, người trước mắt này là cánh tay phải của tư sử đại nhân đấy, ta đã mất lịch sự, xin ngài bỏ qua. Nhìn xem, đây chính là người đó, giả mạo Thất Tư Ti, đến nhà chúng ta điều tra. Bão hạ, cậu đến muộn quá rồi. Khi bão hạ nhận ra người này thật sự là lão đại, lập tức quỳ xuống chắp tay. Mọi người có mặt đều sững sờ, bão hạ càng sốc hơn, anh này quá nhiệt tình rồi. Dương Kỳ không phục, vẫn chạy lên nói rằng quan gia đã nhận nhầm. Chiếc mặt nạ của anh rõ ràng đã bị bong chóc sơn, quần áo cũng rách nát, làm sao có thể là tư sử Thất Tư Ti được. Nhưng quan lớn đã trực tiếp tát anh ta một cái và yêu cầu đánh anh ta 30 trượng. Ngay cả bão hạ cũng đánh giá cao trong lòng, tôi thật sự không nhìn nhầm người. Sau khi dẫn cô mẫu rời khỏi nhà họ Dương, mọi người đều khen ngợi cố tích diễn rất điềm tĩnh và cảm kích bão hạ đã phối hợp diễn xuất cùng họ. Bão hạ, cô nói thật với chúng ta đi, bão hạ, Trần Tình kia có tình cảm với cô không, nếu không tại sao lại làm việc lớn như vậy? Chỉ có Tam phu nhân thông minh mới nhận ra điều gì đó, hỏi Hoa Chỉ và cô Yến Tích về thân phận thật sự của họ. Trong khi hai người đang nói chuyện, tin tức về việc tứ phu nhân bị chảy máu lớn đã đến, tình hình rất nguy kịch, cả nhà lập tức hoảng loạn. Hoa Chỉ vội vã chạy vào phòng sinh, nhưng tứ phu nhân đã không chống đỡ được nữa. Bà nhờ Hoa Chỉ nhắn lại với tứ ca rằng từ khi gặp anh, những ngày tháng đều tràn ngập niềm vui, làm vợ chồng một kiếp, đã là ba kiếp may mắn. Sau khi ta đi, anh ấy cũng phải sống tốt. Mọi người nhà Hoa đều cầu nguyện cho tứ phu nhân, mong mẹ con bà có thể an toàn vượt qua nạn này. Thấy tứ phu nhân sắp không thở được, Hoa Chỉ định đi mời mẹ đẻ của tứ phu nhân đến, ít nhất phải gặp mặt lần cuối. Nhưng vừa định rời đi, Tam phu nhân và mọi người đã xông vào, mẹ của người đóng vai Tiểu Ngọc bảo cô ấy phải cố gắng. Dưới sự bảo vệ và đồng hành của mọi người, tứ phu nhân cuối cùng đã sinh được một cô con gái. Thực sự không giúp được gì, đã rủ Thẩm Hoán đi đào run vì run có thể dùng làm thuốc chữa bệnh động kinh. Cậu có phải là ngốc không vậy, lại còn bị cô bé ngốc kia gọi là ngốc nữa. Cậu nói gì thế, ta không nói gì cả. Đêm đó, cô Yến Tích mang đến cho Hoa Chỉ những món ngon. Ngon không? Cũng không phải là quá ngọt, huynh thử xem. Thìa có phải là thứ gì đắt tiền lắm không? Cả hai lại thích dùng chung một cái thìa nhỏ. Ở một nơi khác, hoàng tử đang nghỉ ngơi, nhưng một thái giám bên cạnh hoàng đế lại một lần nữa mang đến một hộp bánh ngọt. Nhìn thấy những chiếc bánh quen thuộc, ông mới chắc chắn rằng lần trước bánh do cô Yến Tích gửi tặng thực ra là do vị này từ cung điện mang đến.
Ra là vậy, trong lòng ông cảm thấy rất bất an, ngay lập tức sai người đến cung điện điều tra xem những người hầu cùng ăn bánh hôm đó giờ ra sao. Đêm khuya, thuộc hạ báo lại, ta đã điều tra được, một thái giám ngày hôm qua đột ngột mắc bệnh nặng và chết, nghe nói là do ăn phải chất độc. Hoàng tử dầu dĩ, bất đắc dĩ muốn nôn ra thức ăn đã ăn hôm qua, nhưng cũng có ích gì, đã tiêu hóa hết rồi. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông bất đắc dĩ cười lớn, Hoàng huynh, huynh thật là, quá độc ác. Trong khi đó, Dương Kỳ nhìn thấy bức thư ly hôn mà vợ viết cho mình, vừa tức giận vừa phẫn nộ, ly hôn, mơ tưởng. Ta sẽ kêu oan. Mặt khác, Hoa Chỉ và mọi người cũng đoàn kết, chuẩn bị cùng cô mẫu đến nha môn đối phó.